Theo Hồng Nguyệt bắt đầu chương 925, giai đoạn thứ tư. Thanh cản chúng ta đã cử một đội quân chuyên xử lý ô nhiễm đặc biệt đến phong tỏa và dọn dẹp quái vật tinh thần và tinh thần loạn lưu dày đặc ở bên ngoài trấn nhỏ khai tâm rồi. Theo lý thuyết thì dọn dẹp được tinh thần loạn lưu là chúng ta đã có thể khôi phục lại thông tin. Ta cứ gọi cho ngươi nãy giờ cũng được 10 phút rồi đó. Thật tốt quá, giờ ngươi có thể nghe được rồi, ngươi nghe thấy có rõ không? Rõ rõ. Lục Tân không kịp phản ứng liền vội gật đầu. Lâu lắm rồi không nói chuyện với ngươi. Hàng băng khựng lại một chút, rồi cười. Ta vẫn luôn chờ hồi âm từ tổ phân tích thông tin đây. Lục Tân nghe xong không biết nên đáp lại thế nào. Hắn cũng thầm cảm động rồi vô thức nhìn búp bê, sau đó đứng dậy đi qua một bên. Đang binh, giờ ngươi vẫn ổn chứ? Rất ổn. Không bị thương gì chứ? Không có không có. Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cảm ơn. Sau khi hàng thuyên một hồi, hàng băng nhanh nhẹn nói. Đang binh, hiện tại ta phụ trách giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp ô nhiễm khẩn cấp ở đây, mời mở hệ thống liên lạc kính ngưng thị, ta có tài liệu quan trọng muốn gửi cho ngươi. Lúc này lục tân mới phản ứng lại, vội vàng xoay cái nút nhỏ bên cạnh mắt kính. Ta nghe trong mắt kính của hắn là một hệ thống liên lạc có thể mở rất lâu, thuận tiện cho việc gọi điện và liên lạc bất cứ lúc nào màn hình và hình ảnh thì thuộc một hệ thống máy tính khác lúc trước khi tiến vào khu vực phóng xạ tinh thần này hệ thống liên lạc đã bị quấy nhiễu bởi vậy nên lục tân mới phải ngắt kết nối được không biết có phải hàng băng ở đầu dây bên kia có thể nhìn thấy đăng nhập của hệ thống bên này không mà chưa gì hắn đã nghe thấy cô thở vào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nói đăng binh giờ ta gửi cho ngươi tài liệu mới nhất của giáo sư bạch có lẽ nó có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp này sau khi phân tích và tổng hợp tất cả tài liệu đồng thời liên hệ với viện nghiên cứu nguyệt thực của thành phố chính trên cơ bản bọn ta đã có thể xác định được mục đích của tổng giám mục tai ách là gì rồi bọn ta có lý do tin rằng hiện tại hắn đang thông qua một loạt kế hoạch này để khiến bản thân đạt được đến giai đoạn thứ tư cũng tức là lãnh chúa tinh thần lãnh chúa tinh thần lục tân chợt giật mình quay đầu nhìn lại nãy giờ xém chút quên mất một người nếu tinh thần loạn lưu đã được dọn sạch khủng hoảng của búp bê cũng đã xử lý ổn thỏa giờ đương nhiên nên xử lý việc chính rồi những tinh thần loạn lưu chung quanh đã được giải tỏa dường như ánh mặt trời ở trấn nhỏ khai tâm cũng chưa từng rực rỡ như vậy xung quanh sạch sẽ tựa như mặt kính sáng ngời nhưng cái kén sáng khổng lồ kia vẫn còn ở trước mặt lục tân năng lực của búp bê cũng chỉ có thể chuyển giao những phóng xạ tinh thần tự do mà thôi còn lực lượng tinh thần thuộc về dị biến giả hoặc nguồn ô nhiễm thì không thể. Lúc vừa mới vào trấn nhỏ khai tâm cũng vậy, khi đó khắp cả hoang dã đều nồng nặc phóng xạ tinh thần, nhưng ngay từ đầu búp bê lại không thu hút được lực lượng tinh thần cuồng bạo như vậy, bởi vì bản thân những lực lượng này đang thuộc về bảo tàng tai ác. Cho đến khi cô bắt đầu phá hủy kết cấu phóng xạ tinh thần của bảo tàng thì những lực lượng tinh thần này mới có thể quay tròn xung quanh cô. Lục Tân nhìn thấy cây thánh giá hình người ở trong kén sáng. Lúc này nữ vương đang bị ký sinh càng lúc càng sâu. Dường như số lượng dây thần kinh và mạch máu kéo dài trên bề mặt thánh giá đã tăng hơn gấp đôi, chúng ăn sâu vào bên trong cơ thể nữ vương để hấp thụ một lượng lớn huyết nhục và lực lượng tinh thần, còn nữ vương dường như đã không còn sức chống cự. Lực lượng tinh thần chung quanh đã biến mất, sức chống cự của nữ vương lại càng yếu đi. Lục tân hơi trùng xuống. Hắn có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian ngắn ngủi này những gì nữ vương bị cướp mất đã nhiều hơn gấp đôi rồi đã một thời gian dài kể từ khi giáo hội khoa học công nghệ ra tay với nữ vương mà nữ nương vẫn luôn một mực chống cự nên nghi thức ký sinh của giáo hội tiến triển vô cùng chậm nhưng hiện giờ phóng xạ tinh thần đã bị búp bê đánh bay đi ngược lại còn làm suy giảm khả năng chống cự của nữ vương tốc độ ký sinh nhanh hơn vừa nhìn là biết không thể chịu đựng thêm bao lâu nữa Bạc. vị tổng giám một tay ách tóc vàng mắt xanh bên trong kén sáng cảm nhận được ánh mắt của lục tân cũng lạnh lùng nhìn lại Bên ngoài trấn nhỏ Khai Tâm, tiếng gầm thét dữ dội và cảm giác về sự biến mất của lực lượng phóng xạ tinh thần cũng khiến hắn bất ngờ. Nhưng hắn cảm thấy kế hoạch vẫn còn nằm trong tầm tay nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn lại. Xuyên qua cái kén sáng, ánh mắt hai bên nhìn nhau như tóe ra tia lửa. Cả hai một trên một dưới, trên lệch hình thể vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của Tổng giám mục đã trở nên lạnh lùng, còn có chút khinh miệt. Trong cái nhìn khinh thường của Tổng giám mục, Lục Tân chậm rãi xoay người, vừa đỡ gọng kính vừa ngồi xuống tảng đá bên cạnh kén sáng, nhỏ giọng nói. Ừ ừ, ta nghe rồi, giờ ta đang ở cạnh hắn đây. Hắn trốn ở trong kén sáng không dám ra ngoài, ta không đánh hắn được. Ha ha ha, ta cũng chả hiểu, dù sao các ngươi mới là người chuyện nghiệp mà. Vậy giờ các ngươi có cách gì đối phó hắn không? Tổng giám một tai ách. Sao không giống với những gì mình tưởng tượng nhỉ? Đang binh tiên sinh, ngươi nghe ta nói trước đã. Hàng băng nói. Theo tin tức từ Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, trước mắt có rất nhiều người đang thử tấn công giai đoạn thứ tư. Xin lỗi đang binh tiên sinh, ta không hiểu lắm về giai đoạn thứ tư, nên hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi biết những thông tin trên lý thuyết. Nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi có thể ngắt lời ta bất cứ lúc nào, giáo sư Bạch đang ở ngay bên cạnh ta, ông ấy có thể giúp ngươi giải đáp thắc mắc. Ừm ừm. Lục Tân hơi ngơ ngác rồi mới đáp lại hắn đồng thời nghĩ thầm vậy tại sao lại không để giáo sư bạch nói chuyện trực tiếp với ta nhưng nghĩ lại thật ra thì như vậy cũng tốt dù sao lục tân cũng đã hợp tác với hàng băng rất nhiều lần ngay cả nội dung huấn luyện cơ bản của hắn cũng là do cô ấy phụ trách do đó việc trao đổi giữa hai người càng thuận tiện hơn mấu chốt của giai đoạn thứ tư chính là lãnh chúa tinh thần Thông tin trên tài liệu cho thấy cái tên này được bắt nguồn từ một con quái vật tinh thần mạnh mẽ thuộc một khu vực nào đó trong thâm uyên. Đặc điểm của loại quái vật tinh thần cấp lãnh chúa đó chính là xây dựng một trường vực tinh thần ổn định với chính nó là trung tâm. Trong trường vực này, tất cả quái vật tinh thần đều sẽ bị điều khiển bởi lãnh chúa tinh thần, giống như mối quan hệ giữa kiến chúa và kiến thợ. Theo suy đoán của các nhà nghiên cứu từ viện nghiên cứu Miệt Thực điều này hẳn là có liên quan đến giới hạn tiếp nhận cường độ tinh thần của mỗi cá nhân sau khi đạt đến giai đoạn thứ ba rất nhiều cá nhân đều có thể thực hiện gia tăng không giới hạn về cường độ tinh thần nhưng loại cường độ tinh thần không hạn chế này có thể khiến ý thức của bản thân bị nhấn chìm dẫn đến mất kiểm soát vì vậy lãnh chúa tinh thần thường sẽ thông qua việc phân tán sức mạnh tinh thần của mình để đảm bảo sự tồn tại của ý thức của mình và điều khiển các quái vật tinh thần khác nhau trong trường vực này để khiến bản thân càng trở nên lớn mạnh đây là một hiện tượng bẩm sinh đã tồn tại của quái vật tinh thần nhưng đến nay con người vẫn chưa bắt chước được theo phỏng đoán của viện nghiên cứu nguyệt thực và giáo sư bạch rất có thể tổng giám mục tai ách của giáo hội khoa học và công nghệ muốn thực hiện mục tiêu này từ những phân tích liên quan đến kế hoạch hiện tại của tổng giám mục tai ách các nhà nghiên cứu đã đưa ra một phỏng đoán tổng giám mục tai ách muốn sử dụng vật ký sinh giai đoạn không cũng tức là viện bảo tàng tai ách cùng với năng lực của chính ông ta và năng lực cùng tính cách của nữ vương trấn nhỏ khai tâm ba thứ này sẽ khắc chế và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được một mối quan hệ tam giác ổn định đến lúc đó ông ta chính là lãnh chúa tinh thần chân chính sau khi nghe hàng băng nói một hơi nhiều như vậy lục tân thậm chí có chút khó tiêu hóa hơn nữa hàng băng không chỉ trao đổi bằng miệng hình ảnh trên mắt kính cũng nhấp nháy rồi bảy tám văn kiện đều được gửi qua cho Lục Tân. Trong số đó, có những tài liệu về viện bảo tàng tai ách, cũng có những phỏng đoán về năng lực của nữ vương trấn nhỏ khai tâm, vân vân. Nhưng mà ta đang trong nhiệm vụ dọn dẹp. Lục Tân quay đầu liếc nhìn tổng giám một tai ách bên trong chiếc kén ánh sáng, thầm nghĩ ông ta thật phiền phức. Xem ra nữ vương đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa, mình làm gì có thời gian đọc nhiều tài liệu như vậy. Vì vậy, lục tân hỏi thẳng vậy ta nên giải quyết ông ta như thế nào về mặt lý thuyết phương pháp thực ra rất đơn giản hàng băng dường như không hề ngạc nhiên khi lục tân hỏi câu này cô lập tức nói viện bảo tàng tai ách kế hoạch ký sinh vào cơ thể nữ vương của trấn nhỏ khai tâm bản thân tổng giám mục tai ách muốn trở thành lãnh chúa tinh thần kế hoạch của ông ta nếu muốn thành công thì không thể thiếu việc nào trong ba việc này cho nên chỉ cần phá hủy bất kỳ việc nào trong ba việc này ông ta chắc chắn sẽ thất bại. Ba chọn một. Về lý thuyết, điều đó thực sự rất đơn giản. Sau khi nghe hàng băng giải thích xong, Lục Tân thầm nghĩ thì ra lại đơn giản như vậy. Lục Tân lập tức đứng dậy, xoay người nhìn chiếc bình thủy tinh to lớn trước mặt, hơi nghiêng đầu quan sát. Phía sau Lục Tân, búp bê cũng bắt chước hắn, tò mò nghiêng đầu nhìn tổng giám một tai ách bên trong chiếc bình. Lúc này, bên trong chiếc kén ánh sáng, tổng giá một tai ách dường như đang đẩy nhanh nghi thức ký sinh ông ta vốn đang cố gắng nhanh chóng ký sinh vào cơ thể nữ vương tuy nhiên không biết liệu có phải vì bên ngoài quá yên tĩnh nên ông ta bị phân tâm hay không mà nhãn cầu dưới mi mắt ông ta khẽ động đậy dường như đang do dự nhưng cuối cùng ông ta vẫn mở mắt sau đó ông ta nhìn thấy bên ngoài chiếc kén ánh sáng lục tân và búp bê đang nghiêng đầu nhìn ông ta trạng thái này khiến ông ta cảm thấy hơi quỷ dị khác với tưởng tượng của ông ta ông ta thầm nghĩ lẽ ra chúng phải vội vàng đấm vào chiếc kén ánh sáng một cách vô ích mới phải chứ sao chúng lại không bị cơn tức giận nhấn chìm rồi la hét bảo mình mau dừng tay lại sao chúng lại có thể bình tĩnh hơn cả mình như vậy trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác quái lạ lúc này lẽ ra ông ta phải tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thành nghi thức ký sinh cuối cùng dù sao thì mọi điều kiện trước mắt đều rất có lợi cho ông ta tuy nhiên vì thái độ thật thà quy củ giống như đang đi tham quan của hai người ở bên ngoài khiến ông ta không thể tĩnh tâm được lúc này tốc độ ký sinh của ông ta đã trở nên chậm đi ít nhiều thùng thùng lục tân không biết tổng giám một tay ách đang nghĩ gì hắn chỉ đang nghiêm túc làm việc sau khi quan sát được một lúc lục tân tiến lên và khẽ gõ vào chiếc kén ánh sáng có thể xác nhận một lần nữa chiếc kén ánh sáng này hay nói cách khác là chiếc bình này rất kiên cố và cực kỳ khó đập vỡ. Vả lại, nếu muốn đập vỡ nó, hắn cần chuẩn bị tâm lý cho việc cả nữ vương và tổng giám một tai ách sẽ đồng thời bị tiêu diệt. Lựa chọn này không phải là không thể, nhưng tạm thời cứ gác lại. Sở dĩ lục tân trì hoãn như vậy là vì hắn không biết điều này rốt cuộc có thể đồng thời tiêu diệt hai người họ hay là thúc đẩy quá trình ký sinh của tổng giám một tai ách. Do đó, lục tân tạm thời không thể ra tay với nữ vương và tổng giám một tai ách. Vậy thì Lục Tân quay đầu nhìn về phía vùng hoang vu rộng lớn Xung quanh đó vẫn còn một số người đang đau khổ nằm rải rác trên mặt đất Họ đều là những vật phẩm được cất giấu của viện bảo tàng tai ách trước đó Nếu phải chọn một trong ba Có hai trong số ba lựa chọn là không thể cân nhắc ở thời điểm hiện tại Vậy thì chỉ còn lại một sự lựa chọn Viện bảo tàng tai ách Nếu có thể phá hủy vật ký sinh giai đoạn không này thì kế hoạch của tổng giám mục tai ách cũng sẽ bị phá hủy nhưng lựa chọn này cũng gặp phải một số vấn đề. Chẳng hạn như, viện bảo tàng tai ách rốt cuộc ở đâu và làm thế nào để phá hủy nó? Viện bảo tàng này trông thế nào? Lục Tân khẽ suy nghĩ rồi đặt câu hỏi. Tài liệu liên quan đến viện bảo tàng tai ách lập tức được hiển thị trên mắt kính của Lục Tân. Viện bảo tàng tai ách Số hiệu 023 Đặc điểm, thu thập những bất hạnh và bi ai trên thế giới. Giới thiệu, Viện bảo tàng tai ách ban đầu là một truyền thuyết được lưu truyền giữa các đảo ở miền Nam. Người ta nói rằng những người gặp phải đau khổ và bất hạnh có thể vào viện bảo tàng vào một thời điểm nào đó. Bằng cách giao những nỗi đau và bất hạnh của mình cho viện bảo tàng, họ có thể đổi lấy hạnh phúc vĩnh cửu. Ban đầu, điều này chỉ xuất hiện như một truyền thuyết. Các điều tra viên của viện nghiên cứu đã từng đến quần đảo ở miền Nam để điều tra và thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về viện bảo tàng, tuy nhiên sau nhiều lần tìm kiếm họ đều thất bại. Năm thứ 14 sau sự kiện trăng đỏ, rất đông người dân tại thành phố núi Thanh Đằng ở miền Nam đã chứng kiến sự cố viện bảo tàng tai ách. Sau đó, thông qua tìm hiểu và xác minh, các điều tra viên đã xác nhận sự tồn tại của viện bảo tàng tai ách. Do đó, họ đã định ra số hiệu, và nó chính là vật ký sinh giai đoạn không thứ 23 được phát hiện cho đến nay. Thông tin đi kèm, các nhà nghiên cứu chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với viện bảo tàng Tai Ách nên không có tài liệu nghiên cứu thực tế. Phần tài liệu này rõ ràng đến từ viện nghiên cứu, hẳn là sau khi Lục Tân phát hiện ra sự tồn tại của viện bảo tàng Tai Ách, thông tin này mới được gửi đến Thanh Cản. Thanh Cản đã nhờ đến sự giúp đỡ của chủ thành rồi mới truy xuất và gửi cho hắn làm tài liệu phụ trợ. Tuy nhiên, phần tài liệu này thực sự không giúp được gì nhiều. Chưa có ai từng thực sự nhìn thấy viện bảo tàng trông như thế nào bao gồm đan binh tiên sinh. Hàng băng trả lời rất nhanh và rõ ràng, đây mới là sự chuyên nghiệp mà một chuyên viên phân tích thông tin chuyên nghiệp nên có. Lục Tân vừa suy nghĩ, vừa nghe hàng băng nói tiếp. Trước đó, đan binh tiên sinh từng đi vào viện bảo tàng, đồng nghĩa với việc lúc đó ngươi đã bị ảnh hưởng bởi viện bảo tàng và tiến vào phạm vi bức xạ của nó, điều này cho thấy viện bảo tàng hiện đang ở ngay trong trấn nhỏ khai tâm. Nếu ngươi muốn phá hủy nó, thì có hai sự lựa chọn một là phá hoại bản thể ký sinh của nó hai là tìm ra chuỗi logic của nó và ngăn chặn sự ô nhiễm của nó lục tân liếc nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu không ai biết được bản thể của viện bảo tàng tai ách hay nói cách khác là vật ký sinh lớn đến mức nào nếu nó có kích thước rất nhỏ thì nó có thể được cất giấu ở bất cứ nơi nào trấn nhỏ khai tâm thực ra rất lớn và lục tân không thể tìm ra nó chỉ trong một thời gian ngắn trước đây Ta đã từng đi vào viện bảo tàng và bị nhốt ở trong đó, cho đến khi ta thay đổi được nhận thức của mình và xác định viện bảo tàng này là giả, ta mới có thể ra ngoài. Nhưng lúc đó, ta vẫn có thể nhìn thấy bức xạ tinh thần của nó và mượn sức mạnh của búp bê để phá vỡ những bức xạ này. Trong lúc đó, ta còn nghe thấy âm thanh rất nhiều chiếc bình bị vỡ nát, như vậy có được coi là phá hoại viện bảo tàng không? Nghe Lục Tân hỏi vậy, hàng băng dừng lại một lúc, giống như đang nghe người khác giải thích gì đó, cô ấy bèn nhanh chóng trả lời đan binh tiên sinh chẳng qua chỉ mới phá hoại những vật phẩm được cất giấu của nó chứ không phải đã phá hoại chính viện bảo tàng việc ngươi bước vào và rời khỏi viện bảo tàng cũng không có nghĩa là ngươi đã thực sự tiếp xúc với vật ký sinh giai đoạn không mà chỉ là bị ảnh hưởng bởi nó rồi thoát khỏi ảnh hưởng của nó mà thôi viện bảo tàng tai ách có hai phương thức hiện ra loại thứ nhất là tiến vào phạm vi bức xạ của viện bảo tàng với tư cách là một người tham quan để thưởng thức các tai họa khác nhau và vật phẩm được cất giấu bên trong những chiếc bình loại thứ hai là được viện bảo tàng cất giữ với tư cách là vật phẩm sưu tầm và ở lại trong đó mãi mãi Đang binh tiên sinh đã từng có trải nghiệm với loại thứ nhất và nó không được coi là đã thực sự tiến vào viện bảo tàng nhưng đang binh tiên sinh không cần lo lắng bản thể của viện bảo tàng tai ách hẳn là không ở bên trong chiếc kén ánh sáng của nữ vương Lục Tân hơi ngẩn ra. Tại sao? Hàng băng đáp. Bởi vì chiếc bình được đặt bên trong viện bảo tàng, nhưng viện bảo tàng thì không thể được đặt bên trong chiếc bình. Nghe câu trả lời hơi quanh co của hàng băng, Lục Tân có vẻ như đã hiểu, nhưng lại giống như chưa hiểu. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lục Tân chợt nảy ra một ý tưởng khác, bèn từ tốn nói. Ta không thể tìm thấy bản thể của viện bảo tàng này, bây giờ ta cũng không thể cảm nhận được bức xạ của nó, nhưng ta đã nghĩ đến một khả năng khác có lẽ ta có thể thông qua một cách khác để phá hủy nó nếu ta chủ động tiến vào bên trong chiếc bình thì có được coi là đã thật sự tiếp cận với bản thể của nó không chuyện này nghe câu trả lời này hàng băng cũng cảm thấy hơi mờ mịt ngươi muốn chủ động tiến vào chiếc bình ư không thể tìm thấy vị trí của viện bảo tàng cũng không thể cảm nhận được bức xạ tinh thần của viện bảo tàng Vậy chẳng phải việc tiếp cận viện bảo tàng tai ách bằng cách chui vào trong chiếc bình là rất hợp lý sao? Lục Tân không hiểu tại sao hàng băng lại đột nhiên không có động tĩnh gì như vậy. Không những hàng băng không có động tĩnh gì mà đầu bên kia của kênh trò chuyện còn truyền đến tiếng ồn ào, hình như có ai đó đã nhấc micro lên, sau đó, một giọng nói có phần già nua nhưng rất bình tĩnh và lý trí chợt vang lên, là giọng của giáo sư Bạch, người mà trước đây Lục Tân đã từng có cơ hội được trò chuyện. Đang binh, ngươi tính làm như nào? kế hoạch của ta rất đơn giản lục tân nói tiếp ta chỉ muốn xem xem nó có thể sưu tầm được ta hay không giáo sư bạch rõ ràng là ông ấy cũng cảm thấy hơi mờ mịt về mặt lý thuyết giáo sư bạch hơi do dự sau khi nói được nửa câu ông ấy trở nên hơi chần chừ sau đó khẽ quát với giọng hơi tức giận về mặt lý thuyết ngươi như vậy là đang nói liều lục tân phản bác ta đang rất nghiêm túc giáo sư bạch trầm ngâm giây lát rồi nói ngươi tính làm thế nào để khiến viện bảo tàng chủ động sưu tầm ngươi lục tân nói vừa rồi các ngươi có nói viện bảo tàng này có thể bị thu hút bởi sự đau khổ và bất hạnh sau đó chủ động xuất hiện trước mặt những người kia giáo sư bạch lập tức hiểu ý lục tân theo truyền thuyết viện bảo tàng tai ách dường như thực sự có đặc điểm này tuy nhiên hiện tại có thể chắc chắn viện bảo tàng tai ách thuộc sở hữu của tổng giám mục tai ách và chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó trong đó cho dù ngươi có một số đặc điểm đảm bảo có thể thu hút được viện bảo tàng tai ách nó cũng sẽ không chủ động sưu tầm ngươi suy cho cùng có thể là nó sợ ngươi lục tân bỏ qua những lời phía sau của giáo sư bạch hắn ngẫm nghĩ rồi nói nhưng có rất nhiều người trong vùng hoang vu này đã bị nó sưu tầm bọn họ hẳn là một loại bán vật phẩm sưu tầm giáo sư bạch không biết tại sao lục tân lại đề cập đến điều này nhưng ông ấy vẫn suy nghĩ rồi trả lời thứ mà viện bảo tàng tai ách cần không phải là con người mà là tinh thần những người được đưa đến từ thành phố ven sông đã giao nỗi đau và bất hạnh của họ cho viện bảo tàng để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc giả tạo khi việc sưu tầm trở nên thành thạo thể tinh thần sẽ tróc ra và bọn họ sẽ ngủ say mãi mãi lục tân lập tức gật đầu nhưng điều này cũng cho thấy bọn họ vẫn có mối liên hệ nào đó với viện bảo tàng Giáo sư Bạch hơi ngập ngừng. Đúng vậy, có điều ngươi hỏi những chuyện này. Nếu ta có những đặc điểm giống như bọn họ thì Lục Tân chậm rãi hỏi, có phải ta cũng có thể mượn mối liên hệ giữa bọn họ và viện bảo tàng để tiến vào viện bảo tàng hay không? Hít. Giáo sư Bạch hít ngược một hơi khí lạnh rồi nói với giọng hốt hoảng. Ngươi còn có khả năng lực ẩn giấu. Hả? Lục Tân giật nảy mình trước dáng vẻ sợ hãi của giáo sư Bạch vội lắc đầu nói, "Ta không có, thực sự không có." Lục Tân dừng lại giây lát, rồi nói tiếp, "Nhưng ta có cái này." Lục Tân vừa nói, vừa lục lọi chiếc túi mang theo bên mình rồi lấy ra một khối Rubik từ trong đó. Đây là khối Rubik 12 mặt mà Lục Tân có được khi chiến đấu với Hắc Đài Bàn ở thành phố Thủy Ngưu. Sau khi có được khối Rubik, Lục Tân vốn định nộp cho tổng bộ, còn đang cân nhắc xem có thể đổi được bao nhiêu tiền nhưng vì giáo hội khoa học và công nghệ xuất hiện quá gấp nên lục tân vẫn đang giữ nó mãi đến bây giờ lục tân mới bất ngờ nhớ đến đặc điểm của nó chắc hẳn nó sẽ rất hữu ích vào lúc này điều này cũng nhờ vào thói quen sống có trật tự của lục tân dù có rất nhiều thứ trong chiếc túi nhưng lục tân vẫn biết tác dụng của mỗi thứ trước đó dù không biết đến khối rubik này nhưng lục tân vẫn nắm được đại khái ta cũng có một vật ký sinh ta đã nhặt được nó khi đến chủ thành Lục Tân chậm rãi giải thích. Vốn dĩ ta muốn giao nó cho tổng bộ, nhưng đội trưởng Trần đã bảo ta cứ tạm thời cất giữ nó. Ta còn nhớ, đặc điểm của nó chính là có thể sao chép một số đặc điểm nào đó. Khối Rubik 12 mặt, chưa rõ tên. Cấp bậc, tạm thời được phán đoán là cấp 2. Đặc điểm, bị nghi ngờ là có khả năng sao chép đặc điểm của người khác. Thời gian có thể duy trì, không xác định. Cái giá phải trả, không xác định. Khi ở thành phố Thủy Ngưu, Lục Tân, Thằng Lằng, Trần Tinh và con quái vật nhỏ bị lãng quên nào đó đã cùng bước vào một cái sân nhỏ. Ở đó, Lục Tân đã gặp phải một sự sắp xếp nào đó của Hắc Đài Bàn. Trong sân, có rất nhiều dạng sống kỳ lạ. Sau sự cố đó, trong lúc ngồi trực thăng trở về, Trần Tinh đã nói với Lục Tân về những phân tích của chủ thành, rằng đó có thể là những mảnh sự sống được Hắc Đài Bàn lợi dụng sự sống để tạo ra bản thân những mảnh sự sống này vốn không mạnh. Tuy nhiên, chúng có thể mượn sức mạnh của khối Rubik 12 mặt để quét thằng lằn và khiến tất cả những mảnh sự sống trong sân đều biến thành thằng lằn. Sau đó mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng nhiều thằng lằn khác nhau đang tàn sát lẫn nhau trong sân. Nếu nó thật sự có thể biến những mảnh sự sống trong sân thành thằng lằn, phải chăng nó cũng có thể biến lục tân thành một người mộng du trong vùng hoang vu này? sử dụng một vật ký sinh khi tác dụng cụ thể và ảnh hưởng tiêu cực của nó chưa được kiểm tra và xác định là một việc cực kỳ nguy hiểm tiến vào viện bảo tàng tai ách với tư cách là một vật phẩm được sưu tầm cũng là một việc nguy hiểm không kém sau khi hiểu được mục đích của lục tân giáo sư bạch đã vô cùng sửng sốt bèn vội vàng nói cho nên lục tân nhẹ nhàng đáp không sao người gặp nguy hiểm sẽ không phải là ta đang binh ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng đừng làm những việc mà chính ngươi cũng không nắm chắc trong kênh trò chuyện hàng băng và giáo sư bạch dường như vẫn đang nói chuyện nhưng lục tân đã đứng dậy và đi sâu vào vùng hoang vu với búp bê bức xạ tinh thần đã biến mất lúc này tốc độ ký sinh vào cơ thể nữ vương lập tức tăng lên rất nhanh lục tân không biết bà ấy còn có thể cầm cự được bao lâu dù lúc này lục tân vẫn đang giữ được bình tĩnh để nói chuyện với phía thanh cảng nhưng thực ra tình hình đang vô cùng khẩn cấp một lý do nữa chính là bây giờ bản thân lục tân cũng rất muốn tiến vào viện bảo tàng trong chiếc kén ánh sáng tổng giám một tay ách lại mở mắt ra sau đó ông ta lạnh lùng nhìn ra bên ngoài đột nhiên nhìn thấy lục tân quay đầu nhìn về phía vùng hoang vu trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc cảm giác không thể đoán được kẻ địch đang làm gì khiến ông ta rất khó chịu một điềm báo không lành nào đó khiến ông ta trở nên mất tập trung ánh mắt ông ta cứ dõi theo Lục Tân để xem thử rốt cuộc hắn muốn làm gì. Lục Tân chỉ đi sâu vào vùng hoang vu, ở đó khắp nơi đều có người. Những người mộng du này đang ở trong trạng thái mơ màng, họ được kết nối với viện bảo tàng tai ách thông qua bức xạ tinh thần. Dù đang mộng du trên mảnh đất này, nhưng cấp độ tinh thần của họ lại đang sống bên trong những chiếc bình của viện bảo tàng, cho dù búp bê có phân tán hết bức xạ tinh thần đi nữa, thì mối liên hệ giữa bọn họ với viện bảo tàng cũng sẽ không bị cắt đứt một cách đơn giản như vậy. Sau khi được sưu tầm, bọn họ đã mang những đặc điểm của viện bảo tàng tai ách. Khối Rubik 12 mặt hẳn là có thể sao chép những đặc điểm này. Có điều, phương pháp thao tác cụ thể như nào, Lục Tân cần phải tự mình nghiên cứu và thử nghiệm. Sau khi đỡ một ông lão ngã dưới đất dậy, rồi để ông ấy ngồi trên đất mềm, Lục Tân bắt đầu quan sát trạng thái của ông ấy, Hắn chỉ thấy ông ấy đang nửa mê nửa tỉnh, giống như một con rối, để mặc cho Lục Tân đỡ dậy rồi đặt ngồi xuống. Ông lão dường như không còn chút mong muốn phản kháng nào. Lúc này, Lục Tân không có thời gian để an ủi một ông lão như vậy. Cầm trong tay khối Rubik 12 mặt, Lục Tân lặng lẽ quan sát ông lão, nhận thấy khối Rubik 12 mặt không có bất kỳ phản ứng nào. Cúi đầu nhìn khối Rubik, Lục Tân có thể cảm nhận rõ ràng có một số hoạt tính nào đó bên trong khối Rubik. Loại hoạt tính này ẩn sâu bên trong khối Rubik, Lục Tân thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang khẽ rung rẩy, cho dù Lục Tân cứ dí sát nó vào mặt ông lão, nhưng hoạt tính bên trong vẫn gắt gao co rút lại, giống như con rùa co vào trong hang, sống chết không chịu chui ra. Đối mặt với cảm giác giống như máy móc xảy ra trục trặc như thế này, Lục Tân trở nên trầm tư một hồi. Sau đó, Lục Tân đập khối Rubik xuống đất hai lần. Rồi lại nhặt nó lên và chỉ vào ông lão. Hoạt tính trong khối rubik đang run rẩy như thể hơi mờ mịt lục tân nheo mắt cắt gao nhìn khối rubik sau đó dùng năm ngón tay bóp nhẹ khối rubik tạo ra âm thanh cạch cạch nghe lời lục tân nhẹ nhàng nói rồi chỉ vào ông lão một lần nữa dường như khối rubik đột nhiên hiểu ra lục tân thậm chí còn cảm nhận được hoạt tính bên trong khối rubik nhanh chóng nhảy lên các hình vuông với nhiều màu sắc khác nhau ở phía trên đột nhiên tự xoay tròn phát ra tiếng lách cách rồi thay đổi từng chút một cuối cùng lục tân có thể cảm nhận rõ ràng đặc điểm hoặc tính đó dường như đã thay đổi và đặc điểm này vẫn đang lan rộng ra bên ngoài đặc điểm này thông qua hai ngón tay đang nắm lấy khối rubik của lục tân bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn nó lan rộng ra một cách run rẩy cực kỳ cẩn thận như thể muốn thử thăm dò hậu quả của việc lan rộng như thế này lục tân mỉm cười với khối rubik và chấp nhận sự thăm dò của nó nụ cười này của lục tân khiến khối rubik sợ hãi đến nổi suýt chút nữa thì vỡ thành từng khối vuông nhỏ ngay tại chỗ khi cảm giác này lan dần từ các ngón tay đến bàn tay cánh tay cuối cùng là bả vai ngực và toàn thân lục tân mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi trên người hắn giống như vừa mặc thêm một bộ quần áo vô hình hơn nữa loại quần áo này là một vật sống nó tự động dán vào và liên tục thay đổi bước sống nhưng khi cúi đầu nhìn xuống Lục Tân thấy mình vẫn là chính mình, không có bất kỳ khác biệt nào. Lục Tân hơi trầm ngâm và quay đầu nhìn về phía búp bê. Bên cạnh Lục Tân lúc này không có búp bê, chỉ có một ông lão đang mỉm cười ngọt ngào với hàm răng ố vàng vì khói thuốc. Lục Tân giật mình đánh thót, hắn biết quá trình ô nhiễm đã hoàn thành. Soạt. Lúc này, bên trong chiếc kén ánh sáng, tổng giám một tai ách đang nhìn Lục Tân và búp bê đột nhiên biến mất trong vùng hoang vu. Hay nói cách khác, hai người này không hề biến mất chỉ là trong tầm mắt của ông ta dao động tinh thần của hai người này đột nhiên bị một loại sức mạnh nào đó bao phủ đối với một người đang trong trạng thái này như ông ta hai người này giống như là đột nhiên biến mất cảm giác run rẩy khó tả dâng lên trong lòng ông ta mọi người sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ giống như sự biến mất của quái vật tinh thần và khi quái vật tinh thần bất thình lình nhìn thấy cảnh tượng này lá gan cũng sẽ vô thức trở nên nhỏ lại cùng lúc này ông ta cảm thấy mình đã gặp phải một thử thách bất ngờ, điều này đại diện cho một mối nguy có thể đe dọa đến tính mạng của ông ta, trong đôi mắt kinh hoàng của ông ta chợt hiện lên vẻ lo lắng và yếu ớt, ông ta cố gắng giỏi tầm mắt nhìn về phía vùng hoang vu. Nhưng tầm mắt của ông ta chỉ mơ hồ bắt gặp một nụ cười thân thiện. Toàn thân ông ta bắt đầu rung lên, tâm trạng khi đang tiến hành nghi thức ký sinh hoàn toàn bị xáo trộn. Mình đang gặp phải chuyện quái gì thế này? Búp bê biến thành một ông lão nghe thì có hơi đáng sợ nhưng lần trước lúc cô ấy bị ô nhiễm trong sân nhỏ cũng từng có chuyện như thế xảy ra bản thân không nhận ra được nhưng trong mắt người khác bề ngoài đã thay đổi vì vậy lục tân cảm thấy mình không cần hoảng hốt hắn hít sâu một hơi ngẩng đầu quan sát bốn phía sau đó phát hiện cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi bản thân đang đứng giữa một thành phố nhỏ vô cùng náo nhiệt bên cạnh là dòng suối nhỏ chảy róc rách mặt tường dựng nên từ đá xanh một đám người ồn ào sôi nổi phía xa nơi chân trời tỏa ánh chiều ấm áp hai bên đường có đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu trước cửa mỗi gian hàng đều chất đầy hoa tươi hắn đã từng tới trấn nhỏ này một lần đó là khi vừa tiến vào khu vực hoang dã này chính hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng phóng xạ tinh thần xây dựng nên một ảnh ảo mà hình dạng của ảnh ảo đó chính là thành phố nhỏ này thời điểm vừa tiến vào viện bảo tàng những khung cảnh cuộc sống chứa trong bình mà hắn nhìn thấy cũng diễn ra tại trấn nhỏ này nhưng điểm khác biệt là lúc đó hắn đứng ở ngoài bình quan sát còn bây giờ bản thân lại đang ở trong bình cuối cùng mình cũng tiến vào bình đầu óc quay cùng đôi chút lục tân nhìn quanh bốn phía có rất nhiều người đang đi theo mình trong số họ có người con gái trông rất lanh lợi nhưng lại ít nói có cô gái tóc ngắn ngang má mặt mày dịu dàng có người đàn ông tính tình hiền hậu chỉ là què một chân, còn có hai cậu nhóc bụ bẩm kháu khỉnh nữa. Mà thứ họ cầm trong tay cũng không giống nhau, có người cầm thức ăn, có người đẩy xe đạp. Còn trong tay hắn là một miếng thịt và một chai rượu đế. Đi thôi nha đại. Người đàn ông phụ đẩy xe đạp thúc giục, Phượng Hà và Khổ Căng đói lã rồi, Hữu Khánh cũng đói bụng. Lục Tân không biết những người này là ai, nhưng hắn bỗng hiểu ra, đây đều là cảnh trong mơ của ông lão kia. Hắn mượn hình dạng của ông lão kia để tiến vào đây, đồng thời dung nhập cuộc sống của ông ta. Nếu quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện, lúc này xung quanh có hai ông cụ, cộng thêm mình nữa là ba. Chẳng qua, người trong trấn nhỏ không phát hiện sự thật là có tận ba ông lão, trong mắt họ, mình và búp bê đều là ông cụ đó cả. Vì vậy hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm, dựa theo vị trí đứng tìm ra người nào là búp bê, sau đó kéo tay cô ấy, lùi sang một bên người một nhà nọ tự hồ không phát hiện ra điểm gì lạ, ông lão cũng vừa cười cười nói nói, vừa chậm rãi tiến về phía cuối đường. Gia Trân, ngươi trở về kho thịt cho họ ăn. Được được được, hôm nay kho nhiều một chút, tất cả mọi người cùng ăn. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, thật sự rất tốt đẹp. Trấn nhỏ này chính là thế giới trong bình sao. Sau khi ông già đi xa, Lục Tân ngẩng đầu nhìn bầu trời dường như sẽ mãi mãi xanh trong phía trên trấn nhỏ bầu trời này thật ra là giả bởi vì người tiến vào trấn nhỏ sẽ chủ động đắm chìm trong mộng đẹp cho nên họ sẽ không phát hiện vấn đề nhưng lục tân lại khác từ đầu hắn đã ôm lòng hoài nghi tiến vào trấn nhỏ bởi vậy trong mắt hắn mọi thứ đều rất không ổn không được tự nhiên thậm chí hắn còn nhận ra rằng toàn bộ trấn nhỏ này hệt như một cái gương bị nứt cảm giác chấp vá và khúc xạ vô cùng nặng thời điểm lục tân đang nảy sinh nghi ngờ trong trấn nhỏ dường như cũng xuất hiện một loại sức mạnh trên bầu trời xanh thẳm thình lình xuất hiện một đôi mắt nó lạnh lùng rà quét khắp trấn nhỏ dường như nó cũng nhận ra rằng có sức mạnh không thuộc về viện bảo tàng đã xông vào trong bình phù lục tân ngẩng đầu nhìn cặp mắt mọc trên trời kia khẽ nở nụ cười với nó hắn cảm giác được lúc này cả trấn nhỏ như bị một sức mạnh nào đó bao trùm nó muốn nuốt chửng hắn thậm chí là chia cắt một phần sức mạnh tinh thần của hắn đây cũng là bản năng của viện bảo tàng tai ương tất chứa một phần trí nhớ của hắn hơn nửa phần trí nhớ này chắc chắn là thứ mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất thậm chí đã bị lãng quên nó muốn biến chúng thành một phần của bộ sưu tập nếu ngươi có thể bị tai ương hấp dẫn như vậy ngươi nhìn thấy gì từ trên người ta lầm bầm lầu bầu một lát sau đó lục tân chậm rãi bước từng bước về phía trước có két thanh âm trong trẻo truyền tới cảnh tượng xung quanh bỗng giống hệt như một mảnh thủy tinh méo mó gấp nếp bản thân như đang ở giữa mặt hồ tĩnh lặng chỉ vài động tác nhỏ cũng có thể khiến thế giới này biến đổi rất lớn đứng từ góc độ này mà nói muốn phá vỡ trấn nhỏ này dường như là một việc vô cùng đơn giản vì vậy hắn lại chậm rãi bước thêm một bước về phía trước rầm rầm xung quanh xuất hiện càng nhiều biến đổi từng chùm tia sáng tỏa ra phản chiếu hình ảnh bất đồng sức mạnh tinh thần tinh tế đến không thể nhận ra tràn tới từ khắp bốn phương tám hướng loại sức mạnh tinh thần này hình như có thể trực tiếp kéo ký ức chôn sâu trong não bộ ra ngoài con người luôn vô thức cất giấu rất nhiều ký ức nhưng những ký ức này đôi khi lại không tự chủ được mà nhảy ra phá tan hết thảy bình tĩnh và vui sướng trước mắt tình cảnh của lục tân lúc này chính là như vậy thậm chí càng thêm mãnh liệt vô số hồi ức tuôn trào từ sâu thẳm đại não ra ngoài như thác lũ ảo giác liên tục hiện ra trước mắt hắn chợt nhìn thấy mẹ cha còn có em gái họ đứng cách hắn không xa mỉm cười nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng xoay người bước vào một hành lang dài dằng dặc rồi đóng cửa sắt lại lục tân nhận ra bản thân từng nhìn thấy cái hành lang kia trong mơ trong lòng chợt nảy sinh cảm giác nặng nề và áp lực hắn nhìn thấy mẹ cha còn có em gái dần biến mất trong lòng muốn níu kéo họ lại nhưng thực tế cơ thể lại không có bất cứ hành động gì Hắn tiếp tục đi về phía trước, cảnh tượng xung quanh cũng biến ảo theo, hệt như đèn kéo quân. Trước mặt hắn xuất hiện một đám nhóc con, chúng vừa sụt sịt mũi, vừa ngơ ngác nhìn mình. Giữa đám nhóc là một cô bé ngồi xe lăn. Khi nhìn thấy cô, cảm giác ấy nấy bỗng cuộn trào trong tim lục tân. Cơ bắp trên mặt hắn giật giật, muốn nở nụ cười miễn với cô, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hắn đứng lẳng lặng một hồi lâu, rồi cúi đầu, tiếp tục tiến về phía trước khung cảnh như bị tua nhanh, hết tốt người này đến tốt người khác lóe lên trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy bé 19 co ro trong góc tường, nhìn thấy một đám nhóc mặc đồ bệnh màu trắng, chơi đuổi bắt bên bờ sông dưới ánh nắng chiều. Cũng nhìn thấy lão viện trưởng hiền lành, hòa ái. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ, vành nón được kéo thấp xuống, trên người là bộ tây trang hưu nhàn màu đầm, nơi khóe mắt đã hiện nhiều nếp nhăn, tóc đã lốn đốn trắng, lưng cũng hơi còng, nhưng con người vẫn sáng ngời như trước, nụ cười nơi khóe miệng cũng không hề thay đổi hắn mỉm cười ngồi bên cây cầu đá lẳng lặng nhìn mình tựa như đang nhìn con cái của hắn trái tim lục tân run rẩy một cảm xúc khác lạ ập thẳng vào tim hắn không biết phải đối mặt với ông lão phức tạp nhất trong trí nhớ này như thế nào lòng biết ơn và nỗi thống hận cùng lúc xông vào não sau khi đứng yên tại chỗ thật lâu hắn mới từ từ ngẩng đầu lên trên mặt hé ra nụ cười nhẹ tay khẽ nâng lên bước lại gần ông lão ngồi trên cây cầu đá, cất tiếng chào hỏi chào viện trưởng giọng nói có hơi run run nhưng vẫn rất hiền hòa sau đó hắn nhắm mắt lại tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước ầm uhm. khung cảnh xung quanh thình lình thay đổi xác chết máu me đầm đìa chất đầy khắp nơi ánh đèn trong cửa hàng gần đó chập chờn sáng tối dòng máu đỏ tươi chảy tới chân mình nhưng gương mặt quen thuộc lần lượt ngã xuống trong vũng máu mùi máu xung quanh xông vào mũi lục tân từng khuôn mặt không còn trọn vẹn khiến hắn như sắp phát điên máu mũi tuôn ra như suối thẩm đẫm vạt áo trước ngực lúc này đây dù đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần nhưng nội tâm vẫn bất chợt sinh ra khát vọng mãnh liệt hắn muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của trấn nhỏ này hắn biết lúc này trấn nhỏ hay nói đúng hơn là viện bảo tàng tai ương đang thương lượng với mình dựa theo bản năng nó muốn mình đưa đoạn hồi ức hay nói cách khác là cảm giác này cho nó, đổi lại, từ nay về sau bản thân sẽ nhận được nhiều thứ tốt đẹp. Đúng là một điều kiện hấp dẫn. Nhưng Lục Tân lại chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó khẽ lắc đầu, ta từ chối. Đó đúng là vài ký ức không được đẹp, cả đời này, thậm chí tận kiếp sau, hay mãi mãi. Cũng không muốn trải qua lần nữa. Nhưng ta không thể giao nó lại cho ngươi. Dù sao. Hắn thông thả nói nốt, nhưng lại không nhận ra giọng nói của bản thân đã rung lên thống khổ cũng được bất hạnh cũng thế chúng đều là của chính ta cho nên sự thống khổ ta cảm nhận được không phải là vì những ký ức đó được xây nên trên nền tốt đẹp sao cảm giác tốt đẹp bị phá hủy chính là thống khổ nhưng cho dù bị phá hủy ta cũng sẽ không đem thứ chân thật này giao cho ngươi để đổi lấy ảo giác giả tạo kỳ thật lúc này không cần thiết nói những lời đó nhưng lục tân vẫn rất nghiêm túc nói ra tại thời điểm hắn nói hết câu ngẩng đầu lên lần nữa tất cả bóng người trước mắt đều đã biến mất những khuôn mặt đầy máu những hình ảnh méo mó quá dị nhưng con người từng xuất hiện trong sinh mạng của mình dù là vẫn còn ở bên đã bị mình quên đi hay là đã tìm về lại những người mới trước đó còn xuất hiện trong trấn nhỏ giờ lại đang chậm rãi biến mất ngay cả lão viện trưởng cũng đứng lên đứng giữa nhóm người này nhẹ nhàng vẫy tay với mình sau đó chậm rãi biến mất cùng lúc đó không chỉ những người bên cạnh lục tân biến mất trong trấn nhỏ có rất nhiều người được lấy làm trung tâm từ đó phản chiếu ra hình ảnh của nhiều người khác những bóng người này lại tiếp tục đan xen vào nhau tạo thành khung cảnh sầm quất tấp nập trong trấn nhỏ nếu chỉ nhìn thoáng qua thì căn bản không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả sau khi lục tân từ chối giao dịch với viện bảo tàng thì đã được nhìn thấy diện mạo chân thật của trấn nhỏ này trong mắt hắn khung cảnh phồn hoa náo nhiệt giả tạo của trấn nhỏ đang nhanh chóng tan biến. có rất nhiều người từ trạng thái được mọi người vây quanh đã biến thành một thân một mình. có ông chủ ngồi trước cửa hàng bị thiêu hủy, suy sụp đau khổ. có ông cụ không lưng, cô độc bước về phía ánh chiều tà. có cô gái nằm yên trên chiếc giường gỗ trốn đèn đỏ, chết lặng trợn mắt nhìn. trong trấn nhỏ này, từ đầu tới cuối chẳng có gì là hạnh phúc và tốt đẹp, chỉ có những linh hồn thống khổ đến chết lặng mà thôi cả thị trấn tràn đầy ánh nắng đột nhiên trở nên ảm đạm những người này đều mang theo một luồng không khí u ám con người lại ở nhiều nơi khác nhau trong thị trấn họ đều là những người với hai bàn tay trắng chỉ có thể đắm chìm trong những giấc mộng đẹp lục tân muốn phá hủy viện bảo tàng nhưng lẽ nào phải thực sự hủy diệt những con người bất hạnh này sao hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối phố ông cụ đang trở về nhà kia đang ngồi một mình dưới ngọn đèn đường và lặng lẽ nhìn lên bầu trời bên cạnh ông ấy không có bất kỳ ai. Trong tay ông ấy không có miếng thịt nào để hầm, chỉ có một điếu thuốc tự chế đã cháy gần hết. Vì mượn đặc điểm của ông lão để tiến vào viện bảo tàng, nên Lục Tân hiểu rõ quá khứ của ông ấy. 30 năm trước, ông ấy sống một cuộc sống không lo âu, sau sự kiện trăng đỏ, cuộc đời ông ấy đã trải qua một sự thay đổi lớn. Lúc đầu, ông ấy có một người vợ luôn kề vai sát cánh, hai đứa con một trai một gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện. Mặc dù lúc còn trẻ, ông ấy có hơi ngổ ngáo, nhưng về sau, ông ấy cũng đã ăn năn hối cải và sống hết mình. Ông ấy từng lập công trong cuộc chiến chống lại những kẻ điên và góp phần xây dựng lại nền văn minh. Nhưng cuộc đời của ông ấy lại bi thảm giống như bị dính phải lời nguyền. Con trai ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn ô tô, con gái ông ấy vì bị sốt cao mà trở thành một người điếc. Vợ chồng ông vất vả nuôi nấng con gái trưởng thành, rồi gả cô cho một người đàn ông tuy bị què chân nhưng rất cốt bụng. Kết quả là con gái ông vì khó đẻ nên cuối cùng đã chết trên ngay trên bàn mổ, chỉ để lại một đứa cháu ngoại. Người con rể của ông vừa siêng năng vừa tài giỏi, thế nhưng vì một tai nạn ở công trình nên đã bị hai tấm xi măng đè chết. Vì không thể chịu nổi quá nhiều đã kích như vậy nên vợ ông lão đã qua đời. Một mình ông ấy nuôi nấng đứa cháu ngoại, mong nó không lớn. Kết quả là khi cháu ngoại của ông được 6 tuổi, thằng bé cũng đã qua đời chỉ vì một trận cảm cúng vất vả bận rộn cả đời, bất ngờ nhìn lại, ông lão nhận ra trên đời này chỉ còn lại một mình mình và một con bò già có thể chết bất cứ lúc nào. Thử hỏi ông ấy phải làm thế nào để đối mặt với những đau khổ trong cuộc sống này đây? Hay nói cách khác, trước những đau khổ như vậy, những người khác ngoài đứng một bên nhìn còn có thể làm gì? Người ngu muội không biết đi về đâu. Những linh hồn hoang tưởng, sự không trọn vẹn sẽ tồn tại mãi mãi. Nhà tù ở trong lòng, mắt đỏ và lưỡi đỏ ngủ say dưới nấm mồ mãi mãi làm bạn với những vì sao trong lúc lục tân đang suy nghĩ về vấn đề này có tiếng hát như ẩn như hiện vang lên trong thị trấn tiếng hát này nghe rỗng tuếch và quỷ dị mang theo chút trung rẩy thiếu sức sống giống như tiếng quỷ khóc trong nghĩa địa ban đầu tiếng hát chỉ là âm thanh đơn lẻ và hư ảo nhưng dần dần tiếng hát này càng lúc càng vang với nhiều giọng hát hòa vào nhau như dòng nước con suối biến thành sông lớn sông lớn lại hòa vào đại dương vì vậy tất cả những linh hồn cô đơn không nơi nương tựa trong thị trấn nhỏ này đều bất ngờ ngẩng đầu lên với vẻ mơ màng họ mấp máy môi thả hồn theo tiếng hát chậm rãi giống hệt như những cái xác sống bước đến từ mọi hướng trong thị trấn họ lắc lư chen chúc quỳ trên sàn đá xanh của thị trấn nhỏ lục tân đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn thấy một đám đông dày đặc toàn bộ thị trấn có ít nhất hàng chục nghìn người tất cả họ đều tập trung đến đây với ánh mắt trống rỗng và biểu cảm tê dại, họ từ từ lắc lư người theo tiếng hát quái dị. Cơ thể họ giống như một cái đồng hồ quả lắc, đỉnh đầu chậm rãi vẽ ra ba vòng tròn về phía bên trái, rồi vẽ ra hai vòng tròn về phía bên phải, rồi lại từ từ dựng thẳng thắt lưng, sau đó dập đầu xuống, bong một tiếng, phần trán bị dập thành một vết bầm tím, sau đó, họ lại từ từ đứng dậy. Một lần, lại một lần, giống như một cái máy, lặp đi lặp lại động tác này họ dập đầu cúi lạy về phía trước như thể đang quỳ lạy vị thần của họ lục tân cảm thấy sức mạnh của thị trấn đang tăng lên ảo ảnh mà lục tân nhìn thấy vừa rồi như thể có chức năng sửa chữa tự động và đang dần hoàn thiện con đường đá xanh mà lục tân đã dẫm thành những lỗ hổng đang trở nên hoàn chỉnh từng chút một không khí xung quanh đang đè nén vô hạn sức mạnh tinh thần vô hình đã ảnh hưởng đến đại não của lục tân cảnh vật và con người trước mặt lục tân đang trở nên mờ đi Lục Tân nhìn thấy một bóng người vô định dường như đã biến thành một chỉnh thể. Họ lắc lư thân thể, cúi lạy về phía trước, càng ngày càng có trật tự, động tác phóng đại và biên độ thống nhất. Tiếng hát của họ càng lúc càng vang. Cuối cùng, tiếng hát giống như tiếng sấm sét, hết đợt này đến đợt khác, cuồn cuộn tràn về phía trước. Đại não dường như bị xung kích mạnh mẽ, bị đè ép bởi tiếng hát này. Những người này đang thử tìm lại giấc mơ đẹp của họ. Lục Tân đột nhiên hiểu ra. Những dao động tinh thần trên cơ thể những người này hoàn toàn thống nhất với Tổng Giám Mục. Thị trấn nhỏ này không phải là chủ thể của viện bảo tàng tai ách, mà đại diện cho những linh hồn của thảm họa. Tất cả những dị biến giả đã đạt đến giai đoạn thứ ba đều có thể gia tăng sức mạnh tinh thần của mình một cách vô hạn. Nhưng làm thế nào để có thể duy trì sự tỉnh táo và lý trí trong lúc gia tăng sức mạnh tinh thần của mình một cách vô hạn mới là điều cốt lõi. Tổng giám mục tai ách đã mượn viện bảo tàng tai ách và thông qua việc cho những người bất hạnh này vào trong những chiếc bình để giúp ông ta sở hữu được thứ sức mạnh có thể lợi dụng một cách vô hạn. Hèn gì ông ta có thể ký sinh vào cơ thể một người có sức mạnh tinh thần khổng lồ như nữ vương trấn nhỏ khai tâm, bởi vì ông ta có những vật phẩm được sưu tầm này làm hậu thuẫn. Chóc mũi hơi nóng, máu tươi dường như đã chảy ra. Ánh mắt lục tân lạnh lùng, bàn tay lục tân thì khẽ co giật, vặn vẹo thành hình dạng rất quái dị đôi mắt lục tân đã chuyển sang màu đỏ như máu lục tân muốn lao thẳng về phía trước và xé đám người này thành từng mảnh thế nhưng thật sự phải làm như vậy sao thùng thùng một tiếng trái tim của lục tân đang đập mạnh thị giác của lục tân đã rõ ràng trở lại lục tân nhìn về phía trước thực ra không có đám đông điên cuồng hay quái vật gì cả mà chỉ là một đám người đáng thương vì vậy lục tân khẽ thở dài sau đó dần dần bình tĩnh lại Ta cảm nhận được nỗi đau của các ngươi, vì vậy ta rất thấu hiểu các ngươi. Sau khi im lặng suy nghĩ rất lâu, Lục Tân mới chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nghiêm túc nhìn họ. Thực ra, lúc này không cần nói những lời này, nhưng Lục Tân vẫn nhìn họ và nghiêm túc nói. Nỗi đau và sự bất hạnh của các ngươi đã bị người khác lấy đi và biến chúng thành vũ khí để làm tổn thương những người khác. Có ai đó đã cám dỗ các ngươi bằng những ảo tưởng hảo huyền, khiến các ngươi liên tục gia tăng sức mạnh cho hắn điều này rốt cuộc là đang giúp các ngươi hay là đang đẩy các ngươi vào sâu trong vực thẳm của nỗi đau các ngươi đã bị lừa các ngươi cho rằng nơi này có thể giúp các ngươi quên đi nỗi đau nhưng thực ra các ngươi vẫn luôn ghi nhớ nó lục tân thở ra một hơi thật dài rồi nói tiếp với giọng rất thấp nỗi đau đớn và bất hạnh của các ngươi đã xảy ra và ta không thể giúp được gì cho các ngươi nhưng ta nghĩ trong thế giới không có thật này ta ít nhất có thể cho các ngươi một vài thứ chân thực lục tân nghiêm túc nói xong những lời này sau đó kéo tay búp bê rồi nhẹ nhàng cúi thấp người về phía họ đó là sự đồng cảm của ta lục tân chậm rãi nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng có lẽ điều đó không giúp được gì nhưng ta thực sự biết rõ cuộc sống của các ngươi vất vả đến thế nào giọng nói của lục tân tuy không lớn nhưng trong thế giới đang xen bởi tinh thần này nó vẫn có thể truyền đến tai mọi người một ông lão đang ngồi trong một góc khuất nào đó chim ngưỡng màn quyết đấu này. Nghe Lục Tân nói vậy, ông ấy khẽ ngơ ngác. Ông ấy từ từ ngẩng khuôn mặt bị vành mũ che khuất lên, lộ ra vẻ mặt hơi kỳ quái. Sự thông cảm vốn là thứ rẻ mặt nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, khi Lục Tân nghiêm túc nói những lời này, trong thị trấn dần xuất hiện một số thay đổi nhỏ. Tiếng hát vẫn vang lên không ngừng, hơn nữa dường như vẫn cuồng nhiệt và điên cuồng như vậy. Mọi người vẫn đang ở trong một tư thế thống nhất dùng phương pháp quái dị đó để cúi lạy trước một vị thần không rõ tên nào đó nhưng trong đám đông cuồng nhiệt này có một người phụ nữ bị cuốn vào trong hàng ngũ này sau khi cảm nhận được ảnh hưởng của lục tân vẻ mặt tê liệt của cô khẽ thay đổi cô vẫn vừa hát vừa cúi lạy như những người khác nhưng nước mắt đã từ từ chảy ra trên khuôn mặt cô tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn hơn khiến cô không thể hát tiếp được nữa động tác cúi lạy cũng trở nên lộn xộn lục tân từng trông thấy người phụ nữ này bên trong chiếc bình khi đó để cứu chồng của mình cô đã tiêu hết sạch tất cả tiền dành dụng thậm chí phải bán đi quán cơm nhỏ mà mình đã làm lụng rất vất vả mới có được nhưng chồng của cô vẫn qua đời vì vậy cô đã trở nên im lặng và tê dại như thể trên đời này đã không còn bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến cô cô đã không nghiêm túc nói câu nào cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong rất nhiều năm nhưng lúc này cô đột nhiên bật khóc đôi vai cô không ngừng run rẩy tiếng khóc càng lúc càng lớn rồi biến thành tiếng gào thét đau đớn tiếng khóc của cô vô cùng thê lương như thể muốn trút bỏ tất cả mọi ấm ức và đau đớn cô chỉ là người đầu tiên trong thị trấn nhỏ này còn có rất nhiều người nữa cũng đang bị ảnh hưởng lúc này động tác nhất quán của họ dường như bị phá hoại giống như tổ kiến phá đê dần dần sụp đổ giống như sự tê liệt và bất biến của họ đã bị ăn mòn bởi một vết nứt vì vậy người thứ hai thứ ba thứ tư cũng bắt đầu khóc theo càng ngày càng có nhiều tiếng khóc vang lên những tiếng khóc này dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bắt đầu chủ động lây lan tiếng khóc xuất hiện trong thị trấn chỉ có những điều tốt đẹp này khiến cả thế giới phải chấn động rất nhiều người đều coi thường sức mạnh của sự đồng cảm có lẽ sự đồng cảm thực sự là thứ tình cảm vô dụng nhất trên thế giới này tuy nhiên đối với những người bị tai họa và bất hạnh đã kích đến tê liệt Lớp vỏ bên ngoài của họ đã giống như một hòn đá, thì một chút đồng cảm cũng có thể phá vỡ lớp vỏ bên ngoài này, trong sự tê liệt của họ xuất hiện cảm giác đau đớn, khiến họ có thể bật khóc. Có thể khóc ra đã là một điều rất hạnh phúc. Cho nên, hãy khóc cho thỏa thích đi. Lục Tân im lặng nhìn những người đang khóc này và thực lòng hy vọng họ sẽ thực sự được tái sinh. Không thể nào, không thể nào. Sao ngươi dám làm như vậy? Khi bên trong chiếc bình đầy những tiếng khóc lóc, tổng giá một tai ách trong chiếc kén ánh sáng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí là căm hận. Đáng lẽ ông ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành nghi thức ký sinh, nhưng lúc này ông ta hoàn toàn không bận tâm gì đến việc đó nữa, bởi vì ông ta cảm nhận được những thay đổi bên trong viện bảo tàng tai ách và sức mạnh của ông ta đã không còn thuần túy nữa. Vì vậy, ông ta đã nhanh chóng cân nhắc và dứt khoát đưa ra một quyết định. Rất nhiều dây thần kinh và mạch máu trên người ông ta đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể nữ vương. Chúng mang theo những mạch máu màu đỏ tươi lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng bơi ra khỏi đống sáng rồi bay về một phía. Có một chiếc vali màu đen được tất giấu bên trong trấn nhỏ khai tâm bị bỏ hoang. Bên trong chiếc vali là một mô hình viện bảo tàng cổ xưa. Các dây thần kinh và mạch máu bay ra khỏi cơ thể ông ta lần lượt lao đến phía trước mô hình này, rồi cắm thẳng vào đó. ầm uhm ầm um, ầm um. bên trong thị trấn không có thật đó xung quanh lục tân đột nhiên trở nên chấn động từng dãy nhà bất ngờ đổ sập mặt đường cuộn lên như sóng nước đám người hoặc đang quỳ hoặc đang ngồi khóc thất thanh kia đều bị chấn động đến loạn choạng rất nhiều người gục xuống rồi biến mất khỏi thế giới này số còn lại thì đột nhiên ngất xỉu lục tân ngẩng đầu nhìn lên và trông thấy rất nhiều cây thánh giá khổng lồ rơi xuống từ trên trời mỗi cây thánh giá đó đều rất nặng cao từ 30 đến 40 mươi mét nhìn tổng thể là một người đàn ông với hai chân dựng thẳng và hai cánh tay dang rộng, đôi chân sắc nhọn cắm mạnh xuống đất tạo thành rất nhiều hố sâu với những vết nứt như mạng nhện. Có tổng cộng bốn cây thánh giá rơi ở bốn phía của thị trấn. Trên đỉnh của những cây thánh giá là khuôn mặt của một người đàn ông da trắng với đôi mắt sâu. Bốn cây thánh giá này xuất hiện đã giúp chống đỡ xung quanh thị trấn, trì hoãn sự sụp đổ của thị trấn và hình thành nên một trường vực đặc biệt ta không ngờ ngươi lại có thể vào đây bằng loại năng lực kỳ lạ như vậy càng không ngờ ngươi lại dám làm ô nhiễm thế giới của ta mỗi người đàn ông trên bốn cây thánh giá đều đồng thời lên tiếng giọng nói của họ đang xen vào nhau tạo thành rất nhiều tiếng vang giọng nói này nặng nề và đầy uy lực chấn động đến mức khiến đầu óc con người ta trở nên choáng váng lục tân hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên cây thánh giá ở rì thị trấn nhỏ rồi đón lấy ánh mắt lạnh lùng của tổng giám mục tay ách lục tân cảm thán ngươi nói tiếng trung rất giỏi bốn khuôn mặt của tổng giám mục tai ách dường như đồng thời lộ ra biểu cảm quái dị và khác thường mạch suy nghĩ của ông ta đột ngột bị gián đoạn sau khi ổn định lại ông ta mới lạnh lùng lên tiếng ngươi đã dùng một phương pháp dối trá nào đó để kết nối với thế giới tinh thần của viện bảo tàng tai ách sau đó ngươi đã thông qua kết nối này phá vỡ logic bên trong của viện bảo tàng và phá hoại nó ngươi có vẻ là một người rất tự tin tuy nhiên khi suy nghĩ về một điều gì đó, biểu hiện của ngươi thực sự rất không chuyên nghiệp. Tai họa không phải là thứ mà ngươi có thể ô nhiễm bằng một phương pháp đơn giản như vậy. Tự cho là thông minh chính là điểm yếu lớn nhất của những dị biến giả. Xì xì xì. Vô số mạch máu và mô thần kinh trên cơ thể ông ta bất ngờ vương dài ra, giống như những sợi dây xích hay những con rắn độc có sự sống của riêng mình. Chúng dồn dập lao về phía lục tân từ nhiều hướng khác nhau với phần mũi nhọn sắc bén dị thường mờ thanh ma sát của những chiếc vẫy đầy màu sắc rực rỡ của những con rắn độc vang lên bên tai khiến da đầu trở nên tê dại đánh chết ngươi búp bê đứng phía sau lập tức muốn bước lên phía trước nhưng lục tân đã kéo cô lại để ta bắt đầu từ khi tiến vào trấn nhỏ khai tâm lục tân vẫn luôn coi cô gái này là chủ lực cô thật sự đã biểu hiện rất tốt nhưng bây giờ cô không có nhiều sức mạnh tinh thần có thể dùng nếu muốn mượn sức mạnh tinh thần thì chỉ có thể mượn từ những người đau khổ ở xung quanh. Nỗi đau của họ sẽ ảnh hưởng đến Búp Bê. Hơn nữa, lúc này, thể tinh thần của họ đang vô cùng yếu ớt và Lục Tân không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của họ. Vì vậy, Lục Tân đã quyết định sẽ tự mình ra tay. Tất nhiên, ngoài những điều này, còn có một lý do khác, nhưng có vẻ không quan trọng lắm. Đó chính là lúc này Lục Tân đang cảm thấy rất tức giận. Thùng thùng có thứ gì đó nặng nề nhói lên trong lồng ngực lục tân. Đôi mắt lục tân trở nên đỏ như máu. Trường lực vặn vẹo xung quanh trong nháy mắt căng rộng ra đến 3-4 mét, vừa giống như một chiếc kén ánh sáng, vừa giống như một chiếc bình khác. Bịch bịch bịch. Những dây thần kinh và mạch máu bay ra khỏi cây thánh giá, với âm thanh sắc nhọn, lần lượt cắm vào trường lực xung quanh lục tân, nhưng đều bị ý chí của lục tân từ chối. Vì vậy, chúng không thể đến gần cơ thể lục tân hoặc búp bê, mà chỉ có thể dừng lại giữa không trung nhìn bề ngoài trông chúng giống như thực sự cắm vào chiếc bình thủy tinh rồi đang liên tục vùng vẫy thực ra ngươi có chút hiểu lầm đối mặt với càng ngày càng nhiều dây thần kinh và mạch máu đang cố gắng thử tiếp cận mình cơ thể lục tân dần căng lên nhưng sắc mặt lục tân vẫn rất bình tĩnh lục tân nghiêm túc nhìn về phía tổng giám mục giống như đang giải thích một cách thân thiện ta tiến vào thế giới này không phải vì muốn làm ô nhiễm họ bằng cách này cũng không phải vì muốn dùng cách này để đối phó ngươi bực 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 ngay khi lục tân vừa dứt lời đột nhiên có vô số dây thần kinh và mạch máu đồng thời bị giật đứt giống như tiếng dây đàn bị đứt vang vọng không dứt sau đó lục tân mang theo trường lực vặn vẹo xung quanh nặng nề tiến về phía trước một bước toàn bộ thị trấn dường như trở nên hơi biến dạng bởi cử động của lục tân giống như sắt thép bị uốn cong ngươi đang thử chống lại ta ngay trong thế giới của ta sao giọng nói giận dữ của tổng giám mục tai ách vang khắp thị trấn cùng lúc đó càng nhiều mạch máu và dây thần kinh đang lao đến dày đặc như rắn trường vô số xúc tu tinh thần bị quăng ra như một tấm lưới từ nhiều hướng khác nhau bầu trời trong toàn thị trấn đều ngập tràn những thứ mang theo mùi máu tanh chúng bắn thẳng ra tạo thành từng hàng từng hàng những sợi tơ mỏng màu đỏ như máu một đầu những sợi tơ là những cái miệng rắn sắc bén và hung dữ cắn vào cơ thể của lục tân cảnh tượng này có một sự tàn khốc và rực rỡ khác thường. Xem ra, người đang ở ngay vị trí trung tâm như lục tân dường như chỉ có thể chịu đựng một cách bị động. Cũng giống như thân phận dị biến giả số không của mình, lục tân chỉ có năng lực tiếp nhận ô nhiễm. Tuy nhiên, áp lực xung quanh càng ngày càng lớn, trường lực vặn vẹo được phát huy vượt xa bình thường của lục tân đã hoàn toàn bị nghiền nát. Đến khi lục tân sắp ở trên bờ vực của sự sụp đổ, tiếng tim đập của lục tân cũng trở nên càng ngày càng lớn, thùng thùng, thùng thùng, trong lồng ngực như thể có tiếng trống. Từng sợi từng sợi gân xanh nổi lên trên mặt Lục Tân, máu cuồn cuộn chảy như sắp vượt quá cực hạn cơ thể hắn. Soạt. Đôi mắt đỏ như máu của Lục Tân đột nhiên trở nên đen kịt. Khuôn mặt Lục Tân vẫn là nụ cười bình tĩnh đó, có điều khóe miệng mím chặt, khiến nụ cười này giống như còn mang một ý nghĩa khác. Sự đồng cảm mà ta dành cho họ thực sự chỉ là sự đồng cảm mà thôi. Về phần ngươi, ta chỉ là muốn dùng một biện pháp khác cùng lúc đó trường lực vặn vẹo xung quanh lục tân cũng xuất hiện những thay đổi kỳ lạ đó là một loại hạt màu đen trồi lên từ bề mặt cơ thể lục tân trông giống như những bóng đen trên thực tế từng hạt từng hạt tách biệt rõ ràng một cách bất thường những hạt màu đen này cứ đập liên tục và đè ép lẫn nhau phát ra một loại hơi thở bạo ngược so với những cây thánh giá dày đặc bao quanh toàn bộ thị trấn thậm chí so với trường lực vặn vẹo của lục tân những hạt màu đen này là một phần rất nhỏ và không hề nổi bật. Tuy nhiên, khoảnh khắc những hạt màu đen này xuất hiện, cả thế giới bỗng chấn động dữ dội. Bục Lục Tân đột ngột vương tay ra, bắt lấy một cái xúc tu. Đây là một trong những dây thần kinh hoặc mạch máu vương ra từ trên người tổng giám mục tai ách, nó giống như một con rắn đang cố gắng chui vào trường lực vạn vẹo của Lục Tân. Nhưng lúc này, Lục Tân lại trực tiếp bắt lấy cái xúc tu, như thể rất tò mò về nó. Ngay khi Lục Tân bắt lấy cái xúc tu, cái xúc tu liền biến mất. Lục Tân mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một khối bụi. Nơi mà cái xúc tu bị Lục Tân chạm tay vào dường như đã mất hết hoạt tính chỉ trong nháy mắt và biến thành tro bụi. Một nụ cười vui vẻ đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Lục Tân. Những hạt màu đen trên người Lục Tân nhanh chóng trở nên linh hoạt, chúng lướt nhanh như bay trong toàn bộ trường lực vặn vẹo xung quanh Lục Tân. Vì vậy, tất cả những cái xúc tu đã chui vào bên trong trường lực vặn vẹo này đều bị những hạt màu đen chạm vào sau đó chúng cũng không ngoại lệ đều đồng thời trở nên run rẩy dữ dội sau đó nhanh chóng hóa thành tro bụi bay khắp xung quanh sao có thể như vậy trên những cây thánh giá ở xung quanh khuôn mặt của tổng giám mục tai ách trong nháy mắt trở nên méo mó ông ta tỏ ra kinh ngạc và nghi ngờ giống như vừa nhìn thấy quỷ những cái xúc tu vươn dài về phía lục tân đều bị giật đứt chỉ trong nháy mắt Giống như những con rắn bị đứt đầu, lơ lửng trên không trung một cách vô lực. Tổng giám mục Tai Ách vừa kinh hãi vừa tức giận, sau tiếng hét lớn của ông ta, những cái xúc tu đều vội vàng rút lui. Ha ha. Thế nhưng, cùng lúc này, Lục Tân đột nhiên bật cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tổng giám mục. Với đôi đồng tử đen kịch và khóe miệng nhếch sang hai bên, Lục Tân dùng giọng nói vừa phấn khích vừa cuồng nhiệt nói tiếp câu nói còn gian dở vừa rồi. Đó là tiêu diệt ngươi một cách triệt để. Ha 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 ha. Lục Tân vừa nói vừa bất ngờ lao người về phía trước, duỗi một tay ra kéo một cái xúc tu đang rút lại. Vì bàn tay bắt lấy cái xúc tu này không có những hạt màu đen, cho nên dù đã bắt được nó, nhưng khi cái xúc tu vô thức rút lại, đã kéo theo cả Lục Tân. Lục Tân mỉm cười phấn khích, sau đó, mượn sức mạnh này, lao nhanh về phía cây thánh giá. Sự đồng cảm với những con người bất hạnh này chỉ là sự đồng cảm nhưng đối với cái nơi rách nát này đối với ngươi cái gì nên đập nát thì vẫn phải đập nát dao động tinh thần của tổng giám mục xuất hiện dấu hiệu bất thường ông ấy đang nhanh chóng suy yếu bên trong chiếc xe rv nhìn từng hàng từng hàng số liệu linh mục khoa học và công nghệ khiếp sợ đến mức nhảy dựng lên khiến cà phê đổ khắp người nhưng ông ta hoàn toàn không bận tâm đến điều đó chỉ vội vàng đưa tay ra Thế nhưng bàn tay đã quen với việc gõ bàn phím của ông ta lại không thể xuống tay với những thiết bị tinh vi này. Bởi vì biến cố này thật sự quá lớn, nên ông ta không biết nên làm thế nào mới có thể giúp tổng giám mục. Vì vậy, ông ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía ông lão ở trong xe, tần nhiên cũng đang nhìn ông ta. Kẻ mà chúng ta đang phải đối mặt rốt cuộc là cái gì? Một lúc lâu sau, ông lão với vành nón bị đè thấp mới bắt đầu có động tĩnh. Ông ta khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên, hình như chỉ vừa mới chập mắt được một lúc. Bây giờ ông ta mới từ từ tỉnh lại, ánh mắt còn hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã thay đổi. Sự mơ màng trong đôi mắt ông ta đã dần dần biến thành tán thưởng. Ông ta cởi mũ ra, để lộ mái tóc bạc phơ, khẽ thở dài rồi nói. Ban nãy ta đã nói với các ngươi rồi. Hắn là một người từng bị ô nhiễm nghiêm trọng và sau đó đã được bọn ta chữa khỏi trong một tình huống bất khả thi. Ông ta đón lấy ánh mắt của hai người này và mỉm cười nói: "Nhưng ta đã nói với các ngươi chưa, rằng thứ đã làm ô nhiễm hắn khi đó chính là thể tinh thần mà bây giờ chúng ta đang hiểu là thần. Cho nên, hắn chính là người đàn ông đã bị ô nhiễm bởi thần. Và điều kỳ diệu nhất chính là hắn có khả năng đồng cảm với người khác. Đây là sức mạnh của con người." Việc rút lại các xúc tu của cây thánh giá, hay nói cách khác là tổng giám một tai ách, vốn là một hành động vô thức cũng tương tự như việc khi chạm vào thang nóng người ta sẽ lập tức rút tay lại chỉ là ông ta hoàn toàn không ngờ rằng động tác rút tay lại của mình lại mang theo cả cục thang đỏ nóng hổi đó hơn nữa đối phương còn bật cười và thuận thế lao tới trước mặt ông ta soạt cây thánh giá ở phía đông của thị trấn phản ứng rất nhanh trong nháy mắt đã vứt bỏ cái xúc tu kia trên mặt ông ta lộ ra vẻ căm giận vì đây là lần đầu tiên ông ta chủ động vứt bỏ một bộ phận trên cơ thể mình ngay khi vừa chạm vào kẻ địch có điều lúc này thân thể lục tân đã bị kéo lên giữa không trung theo quán tính lúc này lục tân cao hơn cả cây thánh giá sau đó ông ta cúi đầu nhìn xuống phần đầu của cây thánh giá ánh mắt của tổng giám mục tai ách lộ ra vẻ kinh hãi khóe miệng ông ta như bị xé toạc lục tân giơ cánh tay còn lại lên cao toàn bộ cánh tay đều là những hạt màu đen đang run rẩy dữ dội mượn đà ngã, lục tân đánh mạnh vào phần đầu của cây thánh giá. Xì xì xì. Vẻ mặt của tổng giám một tai ách trên cây thánh giá phía đông trở nên kinh hãi và bất an. Đầu ông ta đột nhiên vỡ tung, vô số mô thần kinh và mạch máu đồng thời bật ra. Giống như một mảnh đất bị đào lên, bên trong lộ ra một ổ rắn, với rất nhiều con rắn đang không ngừng ngọ ngoại và quấn vào nhau. Trong cảnh tượng khiến người ta hoa cả mắt này, có vô số cái miệng rắn đang há to, hung hăng cắn lên phía trên. Nhìn cảnh tượng này, Lục Tân thật sự phấn khích. Lục Tân giơ cánh tay lên cao, rồi đánh thẳng xuống hang rắn ở bên dưới. Toàn bộ cánh tay Lục Tân đều được bao phủ bởi vô số hạt màu đen, trông giống như đang đeo một chiếc găng tay màu đen. Phục Một hơi thở điên cuồng và thê thảm chợt xuất hiện, những hạt màu đen thâm nhập vào tổ rắn, khiến máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, thân thể của lục tân nhanh chóng rơi xuống và xuyên thủng toàn bộ cây thánh giá giống như một con dao nóng cắt qua khối bơ thân thể lục tân nhanh chóng rơi xuống tạo thành một cái hố khổng lồ có hình dạng giống như thủy tinh vỡ trong thị trấn với tâm trạng cực kỳ tốt lục tân lại ngẩng đầu nhìn về phía trước một lần nữa cây thánh giá trông giống như một người khổng lồ này lặng lẽ tách ra hai bên sau đó đập mạnh xuống đất sao có thể như vậy một cây thánh giá ngã xuống trên đỉnh của ba cây thánh giá còn lại, vẻ mặt của tổng giám một tai ách đồng thời trở nên kinh hãi. Bọn hắn nhìn chằm chầm vào cây thánh giá ở phía đông với vẻ mặt phức tạp khó tả. Một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết tràn vào trong đầu bọn hắn, khiến bọn hắn không thể hiểu được tại sao sức mạnh của mình lại hoàn toàn không có tác dụng gì khi ở trước mặt đối phương, càng không thể hiểu tại sao loại sức mạnh đó lại có thể dễ dàng phân chia sức mạnh của bọn hắn, thậm chí là trực tiếp, hủy diệt. Ha ha ha! khi câu hỏi này nảy ra trong đầu bọn hắn lục tân đã bật ra một tiếng cười nhỏ và lao về phía trước mượn sức mạnh của em gái lục tân điên cùng chạy giữa những kiến trúc phức tạp của thị trấn giống như một con nhện khi ẩn khi hiện lùi về sau cây thánh giá ở phía bắc ra sức hét lên một sức mạnh vô hình đột ngột tràn vào thị trấn những tòa kiến trúc trong thị trấn bỗng chốc như sống lại những con đường đột nhiên xuất hiện nếp gãy những ngôi nhà chợt di chuyển đến cùng một chỗ giống như là hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác đang chặn ở trước mặt lục tân. thế nhưng lục tân thậm chí không thèm nhìn, không tiếp tục leo trèo và bật nhảy nữa, mà cúi đầu đâm thẳng vào. ầm. Uhm. con đường đá xanh tuy cứng trắng nhưng bị gấp lại như một bức tranh ở trước mặt bị lục tân trực tiếp đập nát, thậm chí không ai cảm nhận được sức mạnh của cú va chạm này, giống như thể khi lục tân đi qua, con đường đá xanh đã bị vỡ vụn, vô cùng đơn giản. nói cách khác không phải là vỡ vụn mà là nhường đường con đường đá xanh vội vã nhường đường cho lục tân vì vậy không ngần ngại tự đổ sập không chỉ là con đường đá xanh lục tân sải những bước lớn về phía trước hoặc nhìn không có gì lạ chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút so với người bình thường đây là một thế giới được dệt nên bởi sức mạnh tinh thần nhưng những nơi mà lục tân đi qua đều xuất hiện một đường thẳng tất cả sức mạnh tinh thần đều tranh nhau nhường đường cho lục tân vì vậy bất kể là con đường với những nếp gãy hay những ngôi nhà xếp chồng lên nhau đều kêu gào, đồng thời phát ra âm thanh giòn giả như chai thủy tinh bị vỡ, từng lớp giấy dày bị xé toạc, lần lượt trốn sang hai bên trước mặt lục tân. Phía trước con đường, trên cây thánh giá hình người ở phía bắc, sắc mặt tổng giám mục tai ách đã trở nên vô cùng kinh hoàng. Nhưng lục tân lại nhìn về phía ông ta rồi đột nhiên mỉm cười. Rất lịch sự. ầm ầm ầm, Khung cảnh xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, ngay cả hai cây thánh giá ở phía Tây và phía Nam cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Về lý mà nói, trong thế giới tinh thần đang sen này, bất kể xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều sẽ lập tức biết ngay. Nhưng bây giờ, bởi vì thế giới này quá hỗn loạn, đủ loại thông tin tràn vào tâm trí bọn hắn, trái lại khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Bắc của thị trấn hỗn loạn này như những người bình thường. Bọn hắn nhìn cây thánh giá ở phía bắc từ từ trở nên ngắn hơn, sau đó nhanh chóng biến mất. Sao có thể có sức mạnh như vậy? Một nỗi hoảng sợ khó tả đang bao trùm lấy bọn hắn. Sự cuồng bạo đến mức không nói lý lẽ như thế này, giống như một loại sức mạnh có thể xé nát tất cả và hoàn toàn kinh động đến bọn hắn. Bọn hắn không có thời gian cân nhắc đến những thứ khác, hai cây thanh giá đồng thời bắt đầu di chuyển về phía lục tân. Hai cánh tay bọn hắn vòng ở trước ngực ta ra lệnh cho các ngươi đôi đồng tử xanh biết chợt co lại sâu thẳm như đại dương phản chiếu mọi cảnh tượng bên trong thị trấn này hai giọng nói trùng lập và đang xen vào nhau hãy cảm nhận tai họa và thấu hiểu nỗi đau ta ra lệnh cho các ngươi hãy mở mắt ra và nhìn vào sự thật ta ra lệnh cho các ngươi hãy cảm nhận sự bất hạnh và hóa thân thành tai họa khi giọng nói của bọn hắn vang lên những người đang đau khổ hoặc bất hạnh những người đang khóc ở khắp nơi trong thị trấn đều đồng thời bị một sức mạnh tinh thần điều khiển, sau đó, họ bắt đầu kêu gào. Những nỗi đau ẩn sâu trong ký ức lập tức hiện nguyên hình, thân thể mỗi người bọn họ đều bắt đầu nứt ra, từng sợi từng sợi xúc tu màu đen mọc ra, sau đó thân thể cũng thay đổi theo, những cánh hoa màu đen mọc dài ra. Cả thị trấn đầy nắng đột nhiên trở nên u ám. Những bông hoa lớn màu đen nở rộ ở mọi ngóc ngách trong thị trấn, chúng mang theo một loại hơi thở lạnh lẽo. Hơi thở của tai họa một lần nữa tràn ngập thị trấn nhỏ này. Trong lúc sức mạnh này không ngừng lan rộng, phía đông và phía bắc chợt vang lên tiếng ầm ầm. Đó chính là hai cây thánh giá khổng lồ đã bị Lục Tân phá hủy vừa rồi. Máu thịt và xương tủy rải rác của khắp nơi trong thị trấn đột nhiên hợp lại, và dưới sự hỗ trợ của một sức mạnh nào đó, trong nháy mắt chúng đã đang xen và chồng lên nhau, bắt đầu từ bàn chân, dệt nên dây thần kinh, mạch máu và máu thịt, như thể thời gian đang quay ngược. Khiến chúng một lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu. Không chỉ vậy, thế giới trong toàn bộ thị trấn nhỏ này bắt đầu rung rẩy dữ dội. Sau một tiếng động lớn, trên bầu trời đột nhiên có thêm nhiều cây thánh giá rơi xuống. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Từng cây thánh giá bao quanh thị trấn nhỏ không có thật này, dường như đã hình thành một hàng rào gỗ dày đặc và kiên cố. Trên mỗi cây thánh giá đều có một khuôn mặt của tổng giám mục tai ác chúng tập trung dày đặc, sang sát nhau, chăm chú nhìn thị trấn bằng ánh mắt hờ hững. Ta chính là tai họa. Giọng nói của tổng giám một tai ách giống như từ trên trời vọng xuống, cho người ta ý chí. Dường như nếu trong đầu nảy ra ý nghĩ phản kháng chính là một sai lầm. Tai họa ở trong quá khứ của chính ngươi, và ngươi không thể làm trái nó. Tai họa đồng hành với ngươi, và ngươi vĩnh viễn không thể trốn tránh nó. Em mờ thanh cực lớn tràn ngập khắp thị trấn, càng ngày càng có nhiều bông hoa màu đen nở rộ trên cơ thể của những người bất hạnh hơi thở lạnh lẽo đang xen vào nhau lục tân như bị mắc kẹt giữa thị trấn xung quanh lục tân là vô số cây thánh giá chồng chất lên nhau càng lúc càng cao gần như có thể chống trời những bông hoa màu đen dần dần nở rộ nhấn chìm tiếng khóc sống động và mang hơi thở của người sống trong thị trấn trước đây dưới những tán hoa nhiều bụi gai nối liền nhau tạo thành một khu rừng khổng lồ lục tân bị mắc kẹt giữa vô số bụi gai đó giống như một nhà tù bằng thép lục tân khẽ nhúc nhích xoẹt một tiếng trên người hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương rất dài ngay tại vết thương một cảm xúc khác thường được sinh ra rồi truyền vào trong cơ thể lục tân sau đó trước mắt hắn chợt lóe lên những khuôn mặt đẫm máu đó là thứ lục tân không muốn chạm vào nhất trong ký ức của mình nhưng những bụi gai này dường như có một loại sức mạnh bất ngờ kéo nỗi đau sâu thẳm trong ký ức đến trước mặt hắn khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Bạch. Lục Tân tức giận vung tay, những hạt màu đen trên tay lập tức nhấn chìm một mảnh bụi gai rộng 3-4 mét vuông, sau đó hủy diệt nó, khiến nó trở thành hư vô. Nhưng ngay sau đó, những bụi gai màu đen này lại lan rộng ra một lần nữa, tiếp tục nhốt Lục Tân ở chính giữa. Nhìn từ xa, cả thị trấn đều đầy những bụi gai màu đen, còn Lục Tân thì giống như một thiếu niên đang cầm liềm đối mặt với ruộng lúa mì. Mỗi một cọng lúa mì đều không thể chống đỡ quá một giây trong tay Lục Tân, nhưng cả đám lúa mì như vậy lại khiến lòng người trùng xuống. Đứng giữa đám bụi gai này, Lục Tân không thể nhúc nhích. Chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích lập tức sẽ bị gai đâm. Một khi bị gai đâm, vô số ký ức không muốn nhớ lại sẽ hiện lên trong tâm trí. Những ký ức này sẽ làm xáo trộn sự chú ý của hắn và mang lại cho hắn cảm giác đau đớn. Nói một cách đơn giản, đây giống như hành vi thích vạch trần vết sẹo của người khác trong lúc cãi vã, lực sát thương cực lớn. Trên vô số cây thánh giá ở xung quanh, ánh mắt của tổng giám một tai ách đã trở nên ảm đạm. Giọng nói của tổng giám một tai ách giống như mang theo ý chí của cả thế giới. Đây là thế giới của ta, tất cả sức mạnh tinh thần đều bị ta chi phối, bao gồm cả ngươi. Ta có thể ban cho ngươi những tai họa, và có thể tái sinh chúng một cách vô hạn. Ở thế giới này, Ta chính là lãnh chúa tinh thần, sao ngươi có thể làm trái ý ta? Em mờ thanh giống như một tiếng sấm rền nổ vang từ phía chân trời, ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Những bụi gai xung quanh đột nhiên mọc dài ra, chúng ra sức vương các nhánh gai của mình ra, giống như một con quỷ đang nghe nanh múa vuốt. Những nhánh gai này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm về phía lục tân từ nhiều hướng khác nhau. Thùng thùng. Lục tân lặng lẽ đứng giữa những bụi gai màu đen. Trái tim lục tân vẫn đập, mỗi nhịp đập đều giống như khiến người ta chấn động đến choáng váng. Lục Tân liếc nhìn những bụi gai màu đen vô cùng vô tận ở xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lãnh chúa tai Ách. Lục Tân lên tiếng với thái độ rất thân thiện và nghiêm túc, có điều nụ cười của hắn có vẻ hơi khoa trương. Ngươi đang nói với ta hai chữ ban cho sao? Đồng tử của tổng giám một tai ách hơi co lại vì ông nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt rồi kia mà. Trên thực tế, từ khi bắt đầu ông ta đã nghiên cứu kế hoạch của mình rất nhiều lần mỗi một công đoạn đều cân nhắc rất cẩn thận còn chuẩn bị kế hoạch dự bị vì vậy ông mới có thể đến trấn nhỏ khai tâm để thực hiện kế hoạch thăng chức lần này cho dù tình hình hiện tại không vượt quá tầm kiểm soát của mình nhưng khi vừa nhìn thấy người đó ông lại luôn có cảm giác hoang mang không chắc ăn cho lắm kế hoạch ký sinh bên ngoài thế giới của ông đã đạt đến thời điểm quan trọng hiện giờ hắn đang ở trong bảo tàng tai ách đây vốn dĩ là thế giới của ông ta, nhưng không rõ vì sao mà ông cứ cảm thấy hoảng sợ như đang bị người khác điều khiển. Ông ta không nhận ra rằng bản thân nói chuyện có chút khó khăn. Ai cũng có ký ức của riêng mình. Trong ký ức của mỗi người đều có một phần quá khứ không muốn nhớ lại. Ta là người đến từ Tai Ách, không ai có thể hiểu được sức mạnh và nỗi đau khổ của Tai Ách hơn ta. Ta là chủ nhân của Tai Ách, tất cả Tai Ách đều phải nghe theo lệnh của ta. Đây là thế giới tinh thần cộng thêm việc ông ta cũng không có ý định muốn che giấu nên mọi suy nghĩ của ông ta đều biến thành âm thanh xen lẫn trong không trung. Theo ý muốn của ông ta, tất cả bụi gai khắp trấn nhỏ đều điên cuồng sinh trưởng, đồng thời tràn về phía lục tân. Nó giống như một vùng biển được dệt từ bụi gai đen kịt đang từng lớp từng lớp cuốn lấy lục tân, mặc dù có vẻ như hạt màu đen bên người lục tân có thể phá hủy đống bụi gai này nhưng trước biển gai vô tận. Nó cũng chỉ như hạt muối bỏ biển thôi hạt màu đen còn không đủ để bao phủ lấy cả người lục tân. Cho nên suy cho cùng bụi gai này vẫn có thể làm lục tân bị thương và không ngừng gợi lên những ký ức không vui của hắn. Không một ai là không bị những ký ức này ảnh hưởng. Nghe lệnh. Nhưng ngay lúc tổng giám một tai ách lần lượt suy tính rất chắc chắn rồi, lục tân lại cười lạnh một tiếng, tiếng cười này nghe khác hoàn toàn so với hắn trước đây, nó có cảm giác chỉ người bị suy sụp mới trở nên cuồng loạn. Và mất kiểm soát đắm chìm trong thế giới tinh thần của riêng mình mà nghĩ bản thân đã là lãnh chúa tinh thần rồi à. Tiếng cười của Lục Tân như có ý dễ vợt và khinh bỉ trước những thứ lố bịch. Sau đó hắn lên tiếng. Không ai có quyền ra lệnh trước mặt ta. Giọng nói lạnh lùng lập tức vang đến từng ngõ ngách trong trấn nhỏ. Trong nháy mắt, cả thị trấn đột nhiên trở nên tĩnh mịch, tất cả tinh thần loạn lưu đều dừng lại, mấy bụi gai điên cuồng vừa rồi cũng dừng phát triển, đồng thời tất cả các cành gai đều khẽ rung rẩy, giống như đang sợ hãi lục tân quay đầu nhìn về phía bụi gai màu đen biểu cảm bẩn cật các ngươi đang rất đau khổ đúng không những bụi gai bắt đầu run rẩy giữa rừng tai ách sâu thẳm lại khơi dậy những cảm xúc khác nhau vốn dĩ tai ách bên trong bảo tàng cũng không hề thuần khiết dĩ nhiên có rất nhiều người vì đau đớn mà chết lặng còn tình nguyện mãi mãi đắm chìm trong hạnh phúc giả dối để trở thành một phần của tai ách nhưng cũng có người tỉnh táo cầu xin ta đi Máu và vết thương trên người Lục Tân nở nụ cười quỷ dị khi nhìn những bụi tùng gai xung quanh. Điều này khiến hắn trông không giống như bị bụi gai nhọn chĩa vào mà như là được vô số bụi gai vây quanh. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quái dị. "Xin ta đi rồi ta cứu các ngươi." Bị cuốn vào bên trong tai ách chung quanh, bọn chúng đã không thể làm chủ bản thân được nữa, chỉ có thể khóc bù lu bù loa. "Hu hu hu." "Ha ha ha." Trong tiếng khóc vang lên tiếng cười của lục tân, tiếng khóc càng đau đớn, tiếng cười hắn càng hưng phấn và vui vẻ. Cái gì đây? Trước sự thay đổi đột ngột nằm ngoài dự kiến của mình, tổng giám một tai ác kinh động đến đau cả tim. Rõ ràng trong cơ thể của ngươi cũng có tai ác. Rõ ràng ngay cả ta cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ và bất hạnh trong ký ức của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng? Ông ta không hiểu làm gì có ai có thể chịu đựng nhiều lực lượng tai ách như vậy. Giống như những người bị mắc kẹt trong ký ức đau thương kia, sao có thể không sụp đổ được cơ chứ? Lúc ngươi xem phim có thấy buồn không? Ở trong trấn nhỏ phía dưới, Lục Tân bỗng ngẩng cao đầu, còn nhìn về phía trên, cười hỏi. Không chờ tổng giám mục trả lời, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta cũng vậy. Nói xong, hắn lại nở nụ cười kỳ dị, còn trừng mắt nhìn đại chủ giáo. Ngay sau đó, hạt màu đen trên người hắn nặng nề rơi xuống đất. Bột bột. Trong nháy mắt tràn ra một lực lượng vô hình. Hạt màu đen vừa tiếp đất đã tạo ra một chấn động kịch liệt. Từ những bụi gai màu đen, chấn động lan từng vòng ra ngoài phá hủy tất cả, cho đến khi còn cách lục tân 10 m 100 m thì toàn bộ bụi gai trong cả trấn nhỏ đều bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó là mấy tòa nhà cũng lần lượt sụp đổ. Rồi đến con sông, cuối cùng là cả thế giới nó trông như một bức tranh thực tế đang bị bóc từng lớp từng lớp để lộ ra những bí mật ẩn sâu bên trong của thế giới cho đến khi cả thế giới bị vạch trần mọi ảo ảnh chung quanh trấn nhỏ cũng biến mất sạch sẽ không gian xung quanh trở nên đen tối và vị trí tối nhất chính là chỗ lục tân rốt cuộc đây là năng lực gì trên những cây thánh giá xung quanh hiện lên khuôn mặt bối rối của tổng giám mục tai ách đi đi nhưng khi hắn đối mặt với lục tân chỗ đen tối nhất ấy lại đột ngột nở ra một bụi gai màu đen cực lớn bụi gai này điên cuồng phát triển nó giống như một mảng đại dương mênh mông u tối còn lục tân thì lại đứng giữa đại dương này cúi đầu mấp máy môi như đang nói thầm gì đó không phải các ngươi muốn trút bỏ đau đớn sao khiến người khác đau đớn cũng là một cách giảm bớt nỗi đau rất hiệu quả thuận theo giọng nói của hắn mấy bụi gai chung quanh như có thêm sức sống chúng bất chợt sinh ra hận thù sâu sắc rồi liều mạng lao về phía cây thánh giá trong nháy mắt chúng cũng lắp đầy cây thánh giá bằng hận thù, bọn chúng oán giận chiếm đoạt xúc tu tinh thần của đại chủ giáp tai ác, sau đó bò lên cơ thể hắn rồi cắm rễ thật sâu vào trong. Điều này khiến chung quanh tổng giám mục nhanh chóng bị hoa hồng đen áp đảo như một ngôi mộ bị lãng quên. Sao lại có thể? Sao các ngươi dám? Mau tránh xa ta ra. Ta ra lệnh cho các ngươi tránh ra. Bên dưới từng tầng bụi gai vang lên vô số tiếng la hét liều mạng của tổng giám mục tai ác. Em mờ thanh mang theo sự phẫn nộ đến mông lung, rồi sợ hãi, dần dần biến thành áp lực nặng nề. Những xúc tu hung hăng kéo giãn về phía ngoài, nhưng cuối cùng khi cơn đau đạt đến cực điểm, chúng bất ngờ vỡ thành từng khúc, sau đó trở về trạng thái sạch sẽ ban đầu, còn tổng giám mục trong nháy mắt đã bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vọng cực độ. Ha 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 ha! Cuối cùng, trong cảm nhận của tổng giám mục chỉ còn vang vọng tiếng cười của lục tân. Bạch! Bên trong kén sáng, tổng giám mục mạnh mẽ mở to hai mắt trong đáy mắt ánh lên sự sợ hãi và khủng hoảng ông ta không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng thu xúc tu bên ngoài kén sáng trở về nhưng không may phản ứng của ông có nhanh cấp mấy thì vẫn bị ảnh hưởng bởi cảm giác suy sụp khiến người ta sợ hãi từ mấy cái xúc tu tinh thần đang lan khắp cơ thể vì thế lúc này cả người ông run rẩy như bị kích điện hắn phát ra âm thanh thảm thiết âm thanh mà trước đây ông ta từng nghĩ sẽ không bao giờ phát ra ông vô thức lùi về sau thoát khỏi trạng thái của cây thánh giá hình người đôi mắt màu xanh ông hiện lên sự khủng hoảng cực độ quay đầu nhìn về một hướng bùng trấn nhỏ khai tâm ở bên dưới đã sập thành một đống hoang tàn lại vang lên một tiếng nổ lớn đó là tiếng trụ sở của bảo tàng tai ách bị phá hủy cùng lúc đó thuận theo sự sụp đổ của bảo tàng một loại lực lượng tinh thần quỷ dị từ bên trong phóng ra trên hoang giả ở phía xa xa đám người mộng du vô tri vô giác cũng đồng loạt mở mắt. Chung quanh họ là những ảo ảnh vô tận. Đó là những chiếc lọ thủy tinh đang lơ lửng trên bầu trời, bên trong lọ thủy tinh là những tàn phẩm mà bảo tàng đã thu thập từ trước. Dù sao người trên hoang dã cũng chỉ là thiểu số. Phần lớn tàn phẩm đều rất khó để tìm lại được ngọn nguồn. Nhưng lúc này, toàn bộ mấy món tàn phẩm không biết từ đâu đến này đã thoát ra bên ngoài. Trong mỗi một cái lọ đều có một người đang giải dụa, đau đớn, Họ còn tuyệt vọng đập mạnh vào thành lọ để cố gắng thoát ra ngoài. Hàng ngàn cái lọ lơ lửng trên không trung, đúng thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống mấy cái lọ khúc xạ ra đủ loại màu sắc trông vô cùng bắt mắt và rực rỡ. Bùng. Ngay sau đó, bỗng có một tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên. Trong nháy mắt, tất cả các lọ thủy tinh đều vỡ nát thành những mảnh vụn như những giọt mưa mấy mảng lực lượng tinh thần nhỏ vô hình biến thành mảng lực lượng tinh thần bao trùm cả hoang dã. Khiến ai cũng có cảm giác trống rỗng, thậm chí không thể suy nghĩ một cách hiệu quả. Họ chỉ có thể nằm rạp xuống ôm đầu run rẩy theo bản năng. Rắc rắc rắc. Mấy lọ thủy tinh chứa đựng bất hạnh trên khắp hoang dã đã vỡ vụn, mặc dù nữ vương cũng vậy. Kén sáng đột nhiên xuất hiện một vết trạng kéo dài ra ngoài, sau đó nứt toạc thành lực lượng tinh thần thuần khiết. Nữ vương đột nhiên mở mắt, sau đó bị sức mạnh của kén sáng bắn ngược ra ngoài. Cô bị đánh văng vào biệt thự phía sau, làm sập cả tòa nhà cao 4-5 mét vốn còn đang cố gắng chống đỡ. Trên người cô lập tức xuất hiện một vết rách sâu thấu vào xương, máu tươi còn sót lại phun ra lên láng. Trong ánh mắt nữ vương lộ ra vẻ hoang mang cực độ, cô ngơ ngác nhìn bốn phía. Sau đó cô mới nhận ra bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Giữa vô số những thay đổi, chỉ có lục tân lặng lặng đứng thẳng cúi đầu nhìn hắn vẫn đang đứng trên hoang dã đứng bên cạnh lão già kia mặc kệ mảng phóng xạ tinh thần chung quanh đang tán loạn chiếc xạ tinh thần như những giọt thủy tinh lấp lánh hệt như một cơn mưa trong giấc mộng tuy đẹp nhưng lại rất đau đớn ào ào rơi xuống bên người hắn hắn nhắm hai mắt lại trên mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ hưởng thụ và cuồng nhiệt khóe miệng cười đến tận mang tai hai tay tự ôm lấy cơ thể mình hắn đang run lên hắn cười đến run rẩy cả người hắn muốn kiềm chế lại nhưng không làm được thịt 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 từng tiếng tim đập rõ ràng và nặng nề vang lên rừng thập tự chằng chịt xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn không còn cây nào có thể sinh trưởng nhưng lục tân vẫn chưa rời khỏi thế giới chỉ còn lại một mảnh trống rỗng này bốn phía hư vô mờ mịt bóng tối bao trùm mọi thứ không có ánh sáng không có mặt đất cũng không có bất cứ vật gì có thể chạm vào bản thân như đang lơ lửng giữa vũ trụ Xung quanh không có thứ gì mà mình nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy hay là chạm vào được, tất cả chỉ còn lại một cảm xúc táo bạo lạ thường tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong não bộ, trực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Trái tim bị đè áp tới đỉnh điểm, chống đỡ sức mạnh đã vượt xa khả năng chịu đựng của bản thân. Nhưng không hiểu sao hắn lại không kìm được mà bật cười, một suy nghĩ điên cuồng khiến con người ta kích động đến run rẩy chợt hiện lên trong đầu. Quá hài hước, quá thú vị mèo đang nằm yên lành trong hang chuột bên ngoài lại khu chiên gõ mỏ muốn túng hắn ra ha 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 nếu đã kiêu căng còn thích đùa như vậy chi bằng xé nát tất cả họ thử xem ở khu hoang dã phía ngoài búp bê cúi đầu thì ra cô ấy đã tới khu hoang dã thậm chí cô ấy còn cảm nhận được cảm giác muốn bùng nổ của vô số sức mạnh tinh thần xung quanh cảm giác nguy hiểm và cuồng bạo cùng cực này có thể khơi dậy sự khủng hoảng ẩn sâu dưới đáy lòng của bất cứ ai cảm giác sợ hãi này hệt như bản thân đang lên đên trên con thuyền giấy nhỏ giữa biển rộng bao la và có thể lật bất cứ lúc nào. Nhưng búp bê lại cảm thấy khá xa lạ với những cảm xúc như vậy, vì vậy, cô ấy vô thức ngó quanh bốn phía, sau đó tầm mắt dừng lại trên mặt Lục Tân. Lục Tân đang nhắm mắt lại, đứng yên không nhúc nhích giữa khu hoang dã, biểu cảm trên mặt có hơi kỳ quái. Thỉnh thoảng sẽ có cơn gió nổi lên, lượn vòng quanh hắn một hồi. Tựa như có con ác quỷ vô hình thò ra khỏi người hắn Dương nanh múa vuốt, không một tiếng động gào thét, muốn xé nát hết thảy. Nhưng bản thân hắn lại vô cùng im lặng. Búp bê từ từ tiến lại gần hắn, vương tay nắm lấy cánh tay hắn như bình thường. Thịt. Đúng lúc đó, Lục Tân bỗng cảm thấy cơ thể chấn động mãnh liệt, sức mạnh vô hình bùng nổ trong nháy mắt. Có một ít sức mạnh tinh thần đã thành công ngưng tụ lại bên cạnh búp bê lần nữa, chúng vẫn luôn lặng lặng bảo vệ cô ấy, nhưng dưới cơn chấn động kịch liệt này, sức mạnh tinh thần xung quanh búp bê lập tức bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, thân bất do kỹ bay ra ngoài. ầm, uhm. Búp bê bị đánh văng ra cách đó 4 mét, cả người dính đầy bùn. Biểu cảm trên mặt cô ấy đờ ra, thấp thoáng nét quốc ức, ngay cả cái miệng nhỏ cũng dẫu hết cả lên. Cô ấy nhẹ nhàng lau lớp bùn trên lòng bàn tay vào váy, chậm rãi đứng dậy, dò xét bước về phía lục tân lần nữa. Bên ngoài lúc này thế nào? Lục Tân không muốn quan tâm tới chuyện đó, hắn chỉ cảm thấy vô cùng chán chường phiền phức bên ngoài như có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy mình nhưng lục tân chỉ thấy rất phiền vì vậy bàn tay nhỏ bé kia lập tức bị bắn bay ra ngay cả con người kia cũng văng ra ngoài luôn lục tân lúc này chỉ muốn yên lặng cảm nhận cái cảm giác trong đầu tràn ngập sự cuồng bạo này thật sự rất thư thái thuận theo tiếng lòng mọi việc đều thuận lợi trên thế giới này vĩnh viễn không có việc phát tiết bất cứ một loại cảm xúc nào mà có thể thống khoái hơn sự phẫn nộ mọi thứ xung quanh yếu ớt như mô hình giấy mình có thể hủy diệt tất cả hưởng thụ sự sợ hãi và tuyệt vọng mà chúng lộ ra trước khi bị phá hủy hoàn toàn đây là lần đầu tiên bản thân thi triển sức mạnh này kỳ thật lúc trước gần như lúc nào hắn cũng chỉ xem sức mạnh này là một bộ phận của cha tới tận bây giờ hắn mới hiểu thật ra nó thuộc về mình nó vẫn luôn ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong tiềm thức thì ra bản thân cũng có thể có được trạng thái như vậy thì ra chính hắn cũng có thể thoải mái như vậy vậy thì nếu hắn hoàn toàn nắm giữ được trạng thái này có phải bản thân sẽ vĩnh viễn như bây giờ vĩnh viễn chìm trong cảm giác phấn khởi lạ thường thế này không suy nghĩ này khiến hắn kích động đến run rẩy cả người chẳng qua nếu bản thân đã hưng phấn như thế kích động như thế Vậy tại sao mình còn muốn ở lại cái thế giới hư vô này chứ? Đầu óc lục tân có hơi mơ màng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ, mình đang sợ cái gì đây? Mình hẳn là không cố kỵ cái gì hết. Nhưng tại sao trong hoàn cảnh đơn giản như vậy mà bản thân lại cứ bị cảm xúc sợ hãi vây khốn chứ? Khi vô vàng cảm xúc phức tạp trào dân trong lòng, hắn cảm giác chủ nhân của đôi tay nhỏ bé kia lại đến gần mình. Cô ấy dường như có chút sợ hãi, nên lần này quyết định dơ dù lên, chọc nhẹ mình vài cái. Thịt. Cảm xúc táo bạo trong lòng lục tân tăng lên gấp bội trong nháy mắt, trái tim nảy lên kịch liệt, cảm xúc nào đó trào dâng. Trong tâm trí, một bàn tay thình lình chọc lấy cổ cô ấy, như muốn xé cô ấy thành vô vàng mảnh nhỏ. Không được. Đúng lúc này, ở một nơi sâu trong ý thức có tiếng nói cất lên, rất bình tĩnh, cũng thật ấm áp. Giọng nói không lớn, cũng không ẩn chứa bất cứ sức mạnh nào nhưng khi nghe thấy giọng nói này bàn tay đang vươn ra chợt dừng lại giữa không trung run rẩy co quắp lại cảm xúc sắp dâng lên đỉnh điểm bỗng ngừng lại lục tân dừng tay lại nhìn thấy gương mặt không tì vết và ánh mắt kiếp sợ của cô gái kia lúc này bản thân hẳn là đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của gương mặt đó khuôn mặt cô ấy như sáng lên trong không gian hư vô này một gương mặt gần như hoàn hảo đính phía trên là đôi mắt trong trẻo như pha lê bởi vì quá trong trẻo nên có thể phản xạ lại rất nhiều thứ lục tân nhìn thấy chính bản thân hắn trong đôi mắt đó không hiểu sao lòng bỗng thấy hoảng loạn giống như một ngưỡng giá trị khi lòng hắn cảm thấy kinh hãi cảm giác sợ sệt sẽ nhanh chóng lan tràn còn cảm giác nóng nảy thì nhanh chóng tan biến từ đôi mắt kia lục tân nhìn thấy rất nhiều thứ dù là bản thân hay là những vật khác đều trông vô cùng sống động tươi tắn nhưng cũng vô cùng hèn mọn đáng thương còn mong manh dễ vỡ như ảo ảnh. Hắn có hơi tức giận, ra sức triết cào giữa mảnh không gian hư vô kia, để mặt bản thân phát tiết cảm xúc trong lòng. Sau đó hung tợn nhìn người ở sâu trong ký ức kia như đang nhìn kẻ thù. Cả hai mắt đối mắt, nhưng trong mắt đối phương lại là mặt biển tĩnh lặng, cảnh tượng này khiến sự phẫn nộ trong hắn không thể phát tiết ra ngoài. Dần già, cảm xúc phẫn nộ biến thành một loại bất lực và bi ai. Thật xót xa. Người mạnh nhất, vì sao lại cần thứ yếu đuối nhất mới có được cảm giác an toàn. Lục Tân thở dài một hơi, lý trí nhanh chóng khôi phục. Hắn bình tĩnh lại, trầm mặt nghĩ ngợi, rồi quyết định tạm thời thu hồi sự phẫn nộ của mình lại. Vì vậy, hắn từ tốn nâng hai tay mình lên. Trong khu vực tối tăm mờ mịt này, hắn mò thấy mặt mình, cảm nhận được cơ bắp trên mặt đang ở trong một trạng thái mất khống chế đầy quỷ dị. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó nắng bóp các thớ cơ trên mặt từng chút một. Hắn kéo cao khóe miệng sang hai bên, rồi lại thấy có hơi quá mức, bèn kéo xuống lại một chút, để lộ nụ cười mỉm hở bốn cái răng. Hai mắt cũng phải hơi hiếp lại, có chút nếp nhăn trên trán thì càng tốt. Hắn nhẹ nhàng vân vê mặt mình, tựa như bậc thầy đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật để đời. Rất nghiêm túc, cũng rất chuyên chú. Tận đến lúc hắn cảm thấy nụ cười của mình bây giờ đã cực kỳ hợp tiêu chuẩn, mới nhẹ nhàng thả hai tay xuống. Á à, Lục Tân đang đứng lặng trên đất bỗng phát ra tiếng kêu kinh hãi, thiếu chút nữa ngã trầm xuống đất. Hắn chống tay xuống đất, lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn trái ngó phải. Trấn nhỏ đã biến mất không còn tâm hơi, xung quanh chỉ còn lại vài cổ phóng xạ tinh thần hỗn loạn nhàn nhạt. Bên cạnh hắn là nhưng người mộng du hành động chậm chạp, chỉ là bây giờ họ đã không còn trong trạng thái mộng du nữa, mặt mũi ai nấy cũng dính đầy nước mắt, như vừa mới khóc, nhưng bây giờ không còn ai khóc tiếp nữa. Bởi vì họ đều đang hốt hoảng nhìn hắn, trong họ sợ hãi lắm. Hắn nhớ lại những chuyện bản thân vừa mới trải qua, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy búp bê ngã sõng xoài cách mình 4 mét, đôi mắt to tròn nhìn mình chầm chầm, chiếc đầm màu đen trên người đã dính đầy bùn đất ẩm ướt. Trong mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu, dường như cũng thấp thoáng sự sợ hãi. Cô ấy ngơ ngác nhìn mình thật lâu, mãi chẳng thấy hoàng hồn. Hửng! Ai đẩy ngươi ngã thế? lục tân kinh ngạc hỏi thăm sau đó có hơi chần chừ muốn đi qua đó kéo cô ấy dậy nhưng tay lại không vươn ra nổi dưới tình cảnh đầy lúng túng thế này qua một lúc lâu sau hai mắt búp bê bỗng chớp nhẹ một cái cô ấy từ từ đứng dậy sau đó vừa thận trọng vừa ôm theo ý định thăm dò tiến lại gần lục tân bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên tay lục tân hành động này như đang thử chuyện gì đó tận đến khi xác định rõ ràng cô ấy mới thình lình nắm lấy tay lục tân cơ thể cũng bạo dạng dựa sát vào người hắn. Nước mắt đông đầy trong mắt, cô ấy cúi thấp đầu, biểu cảm vừa sốt ruột lại vừa uất ức. Ôi chao! Lục Tân cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đồng thời cơ thể cũng căng cứng cả lên, không thể gần gũi cô ấy quá, như vậy không tốt. Hắn sốt ruột, lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng khi vọt ra khỏi miệng lại là Trên mông ngươi còn dính bùn kìa, nếu không tự ngươi phủi một chút búp bê mở to hai mắt nhìn lục tân chầm chầm, sau đó tự mình vỗ nhẹ hai cái. Lục tân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rời khỏi mặt cô ấy, nghiêm túc quan sát khắp bốn phía. Vẫn còn việc phải làm đây. Viện bảo tàng tai ách đã bị phá hủy, nhưng hình như vị tổng giám mục tai ách kia vẫn còn sống. Nhưng khi lục tân xoay người, nhìn về phía cái quan kén kia, lại ngoài ý muốn phát hiện, chuyện này không cần mình phải quan tâm nữa tận đến khi cảm giác điên cuồng khiến người khác cảm thấy áp lực đến độ hít thở không thông biến mất, tổng giám một tai ách mới bất chợt phản ứng lại. Hắn vừa gào vừa la, lún cuốn tay chân, vội vàng né ra xa như một người bình thường. Đồng thời, ánh mắt của hắn không ngừng liếc về phái khu hoang dã. Một cảm giác sợ hãi vô hình bao phủ lấy hắn, khiến tâm trí hắn trở nên rối bời, thầm nghĩ chạy nhanh rời xa khỏi đây, e sợ nơi đó sẽ bất chợt có quái vật xông tới nhưng trên thực tế sẽ không có bất kỳ quái vật nào xông tới khu hoang dã. Ngược lại chính hắn càng chạy càng vô lực, sâu trong tâm trí cũng trào dâng một cảm giác vô lực sâu sắc. Sau đó, dần dần, hắn cảm thấy ánh sáng trên đầu mình bị ai đó chặn lại. Hắn ngẩng đầu, một con quái vật cả người toàn là máu đang nâng người lên từng chút một ngay trước mặt hắn. Đó là một cô gái nửa người trên mặt một chiếc áo sơ mi, nửa người dưới là cái bụng to đùng, khắp nơi trên cơ thể chồng chất vết thương, thậm chí có nơi còn lộ ra xương cốt và cơ quan nội tạng trong người biểu cảm trên mặt cô gái là hờ hững nhưng trong mắt lại đông đầy nỗi oán hận ngươi tổng giám một tay ách hoảng sợ há mồm liều mạng kêu lớn nhưng vừa mới há miệng tiếng hét của hắn ngay lập tức bị chặn lại nữ vương vương cái lưỡi đỏ như máu ra ngoài đó là một xúc tu tạo thành từ tinh thần xúc tu tinh thần tức khắc chui vào cái miệng đang há lớn của hắn đâm sâu vào bụng hắn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng. Khi lục tân và búp bê tiến tới trước cái bình, cảnh tượng đập vào mắt chính là một màn đó. Mọi người đều biết cách con kiến ăn cơm vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy lục tân bưng kính mắt búp bê theo bản năng, còn mình thì trợn tròn mắt lên nhìn. Đây là cách nữ vương đối phó với con mồi sao. Dần già, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm hoảng sợ, cảm khái nói. Thật là dọa người. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đi thôi. Lúc này, trong chiếc xe giả ngoại cách trấn nhỏ khai tâm 30, 40 cây số, ông lão mỉm cười hài lòng, gật đầu nói. Đi. Nhiệm vụ quả thật đã thất bại, dao động tinh thần của tổng giám một tai ách đã mỏng manh đến nỗi khó mà tính được. Nhưng một kế hoạch được bố trí vô cùng hoàn mỹ, xác suất thành công gần như là trăm phần trăm, lại thất bại như vậy ư. Giáo sư Vương. Tần nhiên trầm mặt hồi lâu, rốt cục cũng gom hết can đảm, nói với ông lão kia ta biết ngươi đã giúp đỡ rất nhiều cho giáo hội khoa học và công nghệ, mặc dù ngươi không phải là người của chúng ta, nhưng toàn giáo hội khoa học và công nghệ, thậm chí là cả Đức Giáo Hoàng đều vô cùng tôn trọng ngươi. Nhưng lần này ngươi đã hứa với Tổng giám mục Tai Ách sẽ giúp hắn lên một kế hoạch thăng cấp hoàn hảo, hơn nữa còn chiếm được sự ủng hộ của giáo hoàng. Nhưng kết quả hiện tại, ba vị kỵ sĩ, một vị giáo hoàng lại trực tiếp thua ở chỗ này. Trước đó, chúng ta đã tốn suốt một năm để bày binh bố trận ở trấn nhỏ khai tâm, cuối cùng lại toàn quân bị diệt chỉ trong vòng một tuần lễ, còn biến bà ta trở thành kẻ địch vĩnh viễn. Với tình huống như vậy, có phải ít nhiều gì ngươi cũng nên giải thích cho chúng ta một chút? Vừa nãy không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? Ông lão vừa cười, vừa nhìn tần nhiên, nói. Ban đầu, khi trăng máu buông xuống, có bảy người đã biến thành kẻ điên. Nhưng họ không phải thuộc cùng một dạng kẻ điên. Ngươi có thể hiểu là, lúc trước có rất nhiều loại sức mạnh tinh thần, tức là có rất nhiều loại nguồn ô nhiễm khác nhau đồng thời gây ảnh hưởng lên thế giới này, dạng ô nhiễm do mỗi một loại nguồn ô nhiễm tạo thành cũng không giống nhau. Trong vô số những người bị ô nhiễm, có một dạng đặc biệt khiến con người bị ô nhiễm nặng nề nhất. 13 loại sức mạnh đặt nền móng cho viện nghiên cứu trong buổi sơ khai chính là được thu thập từ trong những thể ô nhiễm đặc biệt đó. Những ô nhiễm thể đó, có người vì không chịu nổi ô nhiễm mà chết cũng có vài kẻ giờ đã biến thành quái vật sinh sống trong những vùng đất cấm mà ngay cả các ngươi cũng không dám đặt chân đến nhưng cũng có những con đã được chúng ta chữa trị hình như tâm trạng của hắn rất tốt giải thích cũng vô cùng rõ ràng tuy đã được chữa trị nhưng ta luôn cảm thấy họ vẫn còn chỗ nào đó quái lạ vì vậy thật ra ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi chờ bọn chúng thật sự ổn định lại sau đó ta sẽ tận mắt nhìn xem biểu hiện của chúng ở một số điểm có phải giống như những gì ta đoán hay không Đương nhiên, điều này rất là phiền phức. Hắn tiếc núi thở nhẹ một hơi, nói tiếp. Muốn thấy được thần tính của hắn, có đôi khi còn khó hơn cả tiêu diệt hắn nữa. Công tác chuẩn bị cần phải cực kỳ kỹ lưỡng, tỉ như dùng một phương pháp không khiến hắn nổi giận để phong bế một vài năng lực phụ của hắn. Sau đó đứng ở một góc độ khách quan để quan sát tính người của hắn, rồi sáng tạo một hoàn cảnh thích hợp để đặt tính thần tính được che giấu vô cùng sâu này xuất hiện, hơn nữa còn phải để phòng chuyện hắn mất khống chế ta không thể không thừa nhận có một số việc thậm chí còn nằm ngoài phạm vi dự đoán của ta nhưng kết quả sau cùng cũng không tệ lắm sau khi nói xong hắn nhịn không được hít nhẹ một hơi hay nói đúng hơn là rất tốt tần nhiên càng nghe càng cảm thấy hoảng sợ cả người không rét mà rung hầu kết lên xuống không ngừng sau đó nhỏ giọng nói chẳng lẽ Tổng giám mục tai ách của chúng ta vốn chỉ là một vật hy sinh trong kế hoạch của ngươi. Không phải. Ông lão cười cười, lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra ba tấm bảng, có thể nhìn thấy phía trên có vài số liệu phức tạp được ghi chép lại, thậm chí còn ra hình ra dạng mà cho điểm nữa. Hắn mân mê cầm của mình, nói. Kỳ thật đây chỉ là một phần của bài thi mà thôi. Ta cho tai ách một bài, cho nhóc con kia một bài, tương tự cũng cho thanh cản một bài, hiện tại tất cả họ đều đã đưa ra đáp án. Thanh cản, đạt tiêu chuẩn. Nhóc con kia, trọn điểm. Về phần tai ách. Đáng tiếc, kỳ thật hắn vẫn còn phần thắng, chỉ là ý chí quá yếu ớt. Tần nhiên trừng mắt nhìn ông lão, biết là bản thân không nên nói, nhưng vẫn không nhịn được thốt lên. Người bắt hắn đối mặt với sức mạnh của thần mà lại nói rằng hắn có phần thắng. Theo những gì ta hiểu, ngươi là đang bảo hắn đi chịu chết ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên nghiêm túc liếc mắt nhìn tần nhiên tần nhiên biết ông lão này chỉ là người thường không có bất kỳ năng lực gì nhưng hắn vẫn bị ánh mắt của ông lão dọa sợ biết sai lầm của các ngươi là gì không ông lão cũng không bày ra biểu cảm hung ác hay là động tác uy hiếp nào chỉ tiếp tục kiên nhẫn giải thích các ngươi đều xem những năng lực này như một dạng sức mạnh nào đó thật ra nó chỉ là một loại bệnh mà thôi một chứng bệnh lạ thường của con người Do suy nghĩ đó, các ngươi vô thức so sánh sức mạnh theo thói quen, nhưng sức mạnh chỉ là một loại khái niệm, chứ không phải dùng để so sánh. Nếu Tai Ách có thể nghe theo lời khuyên của ta, nghiêm túc tìm hiểu Tai Ách là gì, vậy hắn sẽ hiểu ra rằng, bản chất của Tai Ách cũng chỉ là một loại bất hạnh, mà bất hạnh là cần sự đồng tình, sự thấu hiểu chứ không phải giống như hắn, xem chúng là suối nguồn sức mạnh. Nếu hắn thật sự hiểu rõ Tai Ách là gì, như vậy, cuối cùng người bước ra khỏi bình không phải đứa bé kia mà chính là hắn chính hắn sẽ tóm được cái thần tính đó nhưng đáng tiếc thay hắn vẫn tưởng rằng bản thân chính là vị thần kiểm soát tai ách hắn khai phá sức mạnh tai ách tới đỉnh điểm nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện tìm hiểu rõ về sức mạnh này chính hắn là một người bất hạnh bước ra từ vô số kiểu tai ách nên hắn mới có cơ hội biến thành chủ nhân của viện bảo tàng tai ách dưới sự trợ giúp của giáo hội khoa học và công nghệ nhưng cũng kể từ lúc đó hắn bắt đầu tự cho mình là thần hắn cuối cùng sẽ thất bại cũng là vì hắn đã bại dưới nhân tính của đứa trẻ kia tính ra thì cũng hài hước thật người như vậy ta cho hắn điểm rớt thì có vấn đề gì đâu cơ thể tự nhiên không nhịn được mà run rẩy kỳ thật trong lòng hắn có vô số câu hỏi và thắc mắc thậm chí là không cam tâm nhưng mỗi lần đối mặt với con người có thể bảo trì sự sáng suốt trong bất cứ hoàn cảnh nào này hắn bỗng cảm thấy ngôn ngữ như trở nên nhạt nhòa và bất lực. Vậy chúng ta cần làm gì? Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể chán nản, miễn cưỡng hỏi một câu. Rất đơn giản. Ông lão cười trả lời. Đủ tư cách thì nhận thưởng. Còn thất bại thì chuẩn bị nên đón trừng phạt. Đừng nên cảm thấy giáo hội khoa học và công nghệ thất bại. Thật ra đây là một cuộc thử nghiệm rất tốt, đã đủ bằng chứng để chứng minh rằng con đường mà giáo hội khoa học và công nghệ đang theo đuổi lúc này là sai lầm, hơn nữa không phải sai ở kỹ thuật và lý luận, mà sai từ khâu chọn người. Nói đến đây, hắn lật tìm trong sấp văn kiện trên tay, vài giây sau đã tìm thấy một thứ. Hắn cúi đầu đọc lướt qua, gật nhẹ đầu hài lòng. Sau đó ông mở cửa xe giả ngoại, ném sấp văn kiện này ra ngoài. Động tác này khiến thần quan của Viện Khoa học và Công nghệ cùng tần nhiên vô cùng sửng sốt, bởi vì họ biết phần văn kiện này quan trọng thế nào Đây là phần thưởng cho thanh cảm Ông lão cười nói Đi thôi, đợt thí nghiệm này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với thế giới Giáo hội khoa học và công nghệ hẳn sẽ dễ dàng tạo ra thêm một chúa tể tinh thần khác Mà không chỉ là giáo hội khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, thanh cảm Thậm chí là vài thành phố cao tường và thế lực có tin tức linh thông khác Nếu đủ thông minh chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được linh cảm có ích từ cuộc thí nghiệm thất bại này chúng ta đã mở ra được cổng lớn của tân thế giới còn gì để thất vọng đâu chứ những lời này của hắn khiến bầu không khí trong xe trở nên ngưng trọng ông lão cuối cùng cũng ngừng nói hơi quay đầu nhìn về phía trấn nhỏ khai tâm một thanh âm không thể nói ra cứ mãi luẩn quẩn trong đầu ông giọng điệu của người đó tràn ngập tôn kính còn ẩn chứa ý cười nói với hắn chào viện trưởng trong lòng ông lão bỗng nảy sinh cảm xúc bi thương mập mờ hắn khẽ nhỏ giọng thở dài ta thấy có thể tuyên bố nhiệm vụ thành công được rồi từng bảo tàng tai ách đã bị phá hủy ta đang tìm xem rốt cuộc hài cốt của nó đang nằm ở đâu khó tìm lắm chỗ nào cũng là đá tảng lớn không thể di chuyển được đại chủ giáo tai ách hắn còn chưa chết giờ hắn đang chiến đấu với nữ vương đúng vậy trận chiến cuối cùng ta không tham gia sau khi bảo tàng tai ách bị phá hủy, nữ vương giống như thoát khỏi trói buộc vậy, giờ còn đang chiến đấu với đại chủ giáo kia kìa. Tiếng động đất mà các ngươi nghe thấy chắc là âm thanh bọn họ va chạm với nhau, vì lực lượng tinh thần mà nữ vương có thể phát tán rất có hạn, nên giờ trong cô ấy như đang vật lộn vậy. Tiểu đội hỗ trợ. Chờ đã, đợi bọn họ đánh nhau xong rồi ta sẽ thông báo cho các ngươi sau. Búp bê vẫn ổn cũng không biết bị ai đẩy một phen mà ngã nhào xuống vũng bùn các ngươi chuẩn bị cho cô ấy một bộ quần áo đi lát nữa sẽ thay nhiệm vụ chính của hắn là ngăn cản đại chủ giáo tai ách nhĩ vậy thì bây giờ chắc là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi còn nếu nhiệm vụ là cản trở nữ vương trấn nhỏ khai tâm thì chưa chắc xem ra nữ vương còn phải ăn thêm chút nữa hiện tại trong cô có chút yếu đuối cần phải được tẩm bổ nhiều hơn sau khi trao đổi với hàng băng qua kênh một hồi lục tân mới yên tâm hơn hắn lẳng lặng tìm một tảng đá ngồi xuống sau đó lẳng lặng quan sát mọi việc lúc này trên hoang dã còn rất nhiều người bọn họ đều là người bị bảo tàng tai ách vứt bỏ nên thể xác vẫn còn kẹt lại trên hoang dã khi bảo tàng bị phá hủy bọn họ mới có thể trở lại trong cơ thể của mình lực tinh thần mới bình thường trở lại thể xác không biết đã biến mất ở đâu còn lực tinh thần cũng tan biến theo bảo tàng mọi thứ tĩnh lặng như chưa từng tồn tại. Lúc này, nữ vương đã ăn cơm xong, có thể thấy cô là một người không biết lãng phí, một miệng đã giải quyết hết sạch. Hơn nữa, Lục Tân chắc chắn rằng nữ vương rất thích ăn thực phẩm tươi sống vì cô vẫn luôn giữ cho nguyên liệu được tươi mới. Xì xì. Trong kênh vang lên tiếng điện giật, hàng băng lên tiếng. Đang binh, tình hình thế nào rồi? Tiểu đội hỗ trợ có thể vào tràn vực được chưa? Lục Tân nghe giọng điệu của cô có vẻ rất lo lắng, hắn mới chợt hiểu được. Đối với bọn họ mà nói trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Vì thế lúc này Lục Tân quay đầu nhìn đại chủ giáo tai ách để đảm bảo hắn không uy hiếp người khác nữa. Hắn gật đầu. Chắc được rồi. Không, không chỉ kết thúc trận đấu là được vào. Hàng băng trong vô thức thấp giọng nói. Đang binh có nên hỏi ý kiến nữ vương trước không? nếu cô ấy cũng đồng ý thì chúng ta sẽ cho tiểu đội hỗ trợ vào. ngươi hãy kiên nhẫn giải thích cho cô ấy hiểu rằng chúng ta cần nhân viên hỗ trợ đi vào làm rất nhiều việc, điều tra hiện trường, tìm kiếm manh mối còn sót lại, xác nhận đối thủ có còn để lại những nguy cơ tiềm ẩn gì không, vân vân. nói chung là chúng ta cũng có thiện ý mà thôi. ầm. Ừ. lúc này lục tân mới phản ứng lại nói. được, để ta đi hỏi thử hắn đứng dậy đi đến căn biệt thự tồi tàn để cẩn thận quan sát nữ vương. Sau khi ăn cơm lâu như vậy mà cơ thể của nữ vương lại nhỏ đi một cách rõ ràng, cơ thể cô trước kia ít nhất cũng dài mấy chục mét. Nhưng hiện tại lại thu nhỏ hơn một mét, thân thể nhỏ nhắn lả lướt, vừa nhìn thấy lục tân liền lập tức cảnh giác mà thu người lại. Khắp nơi trong căn biệt thự hoang tàn này đều là hang hốc, cô cứ tùy tiện co người lại là không ai tìm thấy được nữa. Không sao, đừng sợ, bọn ta không phải đến bắt nạt ngươi đâu. Lục Tân nhìn nữ vương, nở nụ cười thiện ý, nói. Bọn ta đang định phái những người này đến địa bàn của ngươi, ngươi có đồng ý không? Nữ vương cho mày cảnh giác đồng thời phát ra tiếng xì xì trong miệng. Lục Tân nói vào kênh. Được rồi, cô ấy đồng ý rồi, phái tiểu đội vào đi. Nói xong, hắn còn mỉm cười thân thiện với nữ vương. Bí bo. Bí bo cảnh tượng tiểu đội hỗ trợ chạy đến trong vô cùng hoành tráng họ không chỉ mặc đồ bảo hộ đồng nhất máy kiểm tra tinh thần và vật tư y tế hầu như không rời tay thậm chí có người còn mang theo vũ khí đặc chế rõ ràng họ chỉ vào để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà biểu cảm cứ như đội cảm tử vậy nguy cơ trong trấn nhỏ khai tâm vẫn còn lớn lắm lục tân đang lo lắng về vấn đề này thì nhìn thấy có bốn người đang bước nhanh đến chỗ hắn họ không nói không rằng đưa hắn sang một bên bắt đầu làm đủ loại kiểm tra sau khi xét nghiệm máu tìm kiếm vết thương rồi kiểm tra sơ lược xem các khớp có vấn đề gì không thì cuối cùng lục tân cũng được thả lúc này hắn liền thấy trần tinh bước xuống từ một trong mấy chiếc xe tải đang chầm chậm tiến vào trấn nhỏ khai tâm trên mặt cô nở nụ cười nhẹ nhõm như vừa sống sót sau tai nạn cô đứng từ xa vẫy tay với lục tân lục tân vừa định qua gặp thì thấy cô đã đi đến chỗ một nhân viên khác lục tân đành phải ngồi lại chờ rồi nhìn dòng người bận rộn trước mặt cho đến khi có một vật thể nhỏ kéo kéo ống quần của hắn lục tân cúi xuống nhìn liền sửng sốt một hàng bảy con quái vật bé xíu đội mũ dạ đen đang nhìn hắn con đầu tiên thì nở một nụ cười chân thành con thứ hai lại cười rất giả tạo con thứ ba đến con thứ bảy ở đằng sau đều khá rụt rè còn trố mắt nhìn bọn họ đến đòi nợ à lúc này lục tân mới nhớ ra và mỉm cười thân thiện với bọn chúng bảy con quái vật đồng loạt ngạc nhiên và mừng rỡ chúng cởi mũ dạ xuống rồi vương đến trước mặt lục tân nhưng lục tân lại lắc đầu rồi cười nói trước đây chỉ cười cho có lệ với các ngươi ta cũng khá ngại lần này không chỉ việc của mình ta ta có thể tìm tổng bộ để thanh toán nên các ngươi hãy chờ ta một chút nha khi nào về ta sẽ báo cáo lại với tổng bộ sau khi nào thù lao được duyệt ta sẽ đưa cho các ngươi ta nhớ mỗi đứa là năm nghìn tệ đúng không yên tâm không thiếu đâu bảy con quái vật ngơ ngác nhất là con thứ ba đến con thứ bảy cái miệng nhỏ nhắn của chúng móc mép thậm chí có một con còn khóc nữa cuối cùng phải để con đầu tiên quay đầu lại trừng mắt với bọn chúng trông có vẻ nó là anh lớn của đoàn nó xoay người vẫy tay với lục tân sau đó để mũ trước ngực rồi cung kinh cuối người nhìn bọn chúng chuyên nghiệp như vậy có để giá cao thêm chút nữa cũng đáng Lục Tân nhìn bọn chúng xếp thành một hàng tiến vào trong lốc xoáy mà thầm nghĩ. Vậy thì lúc quay về báo cáo thanh toán cho mỗi đứa một vạn chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Kết quả điều tra của chú Sơ đã có rồi. Không mất bao lâu, Trần Tinh đã cầm một bản số liệu được điền thủ công đến bên cạnh Lục Tân. Giống như bình thường, họ không hàng thuyên mà trực tiếp vào vấn đề. Chung quanh khu vực này tìm được rất nhiều dụng cụ của giáo hội khoa học công nghệ, có thể thấy bọn họ nhất định đã rất mạnh tay để bố trí nơi này, những chuyện ngoài lề còn rất nhiều, nhưng điều khiến ta quan tâm hiện tại thực ra có chút. Cô nghiêm mặt nói, không phải toàn bộ người của giáo hội khoa học công nghệ đều mắc bẫy. Lục Tân nghe xong cũng nao nao, sau đó hắn gật đầu xác thực thật ra đã để lọc mất mấy tên. Ít nhất có ba người đã trốn thoát. Trần Tinh khẽ nhíu mày, nói. Nhân viên của chúng ta đã cẩn thận kiểm tra chung quanh, Họ phát hiện dấu bánh xe của một chiếc xe giả ngoại, nhưng khi lần theo dấu vết thì tìm được một vài văn kiện bị vứt bỏ, hiện giờ vẫn chưa biết giá trị thế nào, nội dung trong đó rất khó hiểu, chúng ta cũng chỉ có thể niêm phong tức vào kho trước. Đợi sau khi trở về mới nhờ vài vị giáo sư và chuyên gia đến kiểm định. Nhưng điều kỳ lạ là trong lúc lần theo dấu vết lại phát hiện dấu bánh xe bỗng nhiên biến mất. Có vẻ như chiếc xe này đã bốc hơi theo thế giới rồi, không biết là năng lực gì có thể làm được chuyện này. Lục Tân lắc đầu, nói Trước đây ta từng nói với các ngươi, ta đã gặp Tần Nhiên, chính là thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ lúc trước tập kích thanh cản chúng ta, không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở giáo hội khoa học công nghệ, nhưng hắn vô cùng cẩn thận, khi vừa gặp nguy hiểm là sẽ bỏ trốn ngay, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Bọn ta sẽ điều tra rõ ràng. Trần Tinh gật đầu, nói Tuy khả năng làm biến mất một chiếc ô tô rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải ít người làm được. Lục Tân gật đầu, hắn chợt nghĩ ra gì đó, khẽ giật mình. Tất nhiên khả năng làm chiếc xe biến mất trong không khí là không ít, thậm chí còn có năng lực có thể khiến một trong những toa tàu đang chạy đột nhiên biến mất nữa kìa. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy thắc mắc đó là liệu cả hai người này đều giống nhau hay sao? Hắn cứ suy nghĩ miên man, hắn nghĩ tới ảo giác mà mình nhìn thấy khi tiến vào bảo tàng tai ác. Bên trong ảo giác, hắn gặp được rất nhiều người em gái, mẹ, ba, thầy Tiểu Lộc, bé 19, còn có. Lão viện trưởng nụ cười trên mặt Lục Tân chợt tắt. Trước đây ta không ngờ rằng nữ vương người có năng lực tinh thần bao phủ 50 km của trấn nhỏ khai tâm lại. Trần Tinh không nhận ra gì, còn nhẹ giọng nói: "Khá đáng yêu." Bản thân cô cảm thấy dùng từ đáng yêu để mô tả nữ vương có hơi quá đáng, cô còn cười nói: nhưng khi nhân viên hỗ trợ thử tiếp cận cô ấy mới phát hiện cô ấy rất hiền lành, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này trò chuyện với cô ấy một chút. Nhưng cần phải chuẩn bị kỹ, trong mắt bọn họ cấp bậc sinh mệnh có lẽ sẽ phân cao thấp khác nhau. Chắc chỉ có người mới có thể giao tiếp với cô ấy. Đây là công việc của hắn mà, Lục Tân nhẹ nhàng gật đầu nói. Được. Tổ trưởng Trần. Hắn vừa mới đồng ý thì bỗng nhiên có một nhân viên hỗ trợ vui vẻ chạy đến báo. Vị nữ vương kia đúng là vừa dễ thương vừa tốt bụng Cô ấy vừa mới nhận chocolate và đồ hộp của chúng ta Hơn nữa còn tỏ ý sẵn lòng giao lưu với thanh cản nữa Chỉ là hiện tại cô ấy cần nghỉ ngơi một thời gian Hy vọng chúng ta sau khoảng một tháng nữa mới cho người quay lại đây Trần Tinh nghe xong liền hơi bất ngờ, vui vẻ nói Cốt quá rồi, có chỉ định ai đi giao lưu không? Đang binh Nhân viên hỗ trợ chỉ tay về phía lục tân còn không đợi lục tân đồng ý hắn liền nhỏ giọng nói nữ vương nói rằng ngoại trừ hắn ra thì ai cũng được hả sắc mặt trần tinh lập tức thay đổi cô thăm dò ngươi đã làm gì nữ vương vậy ta lục tân xấu hổ ta cứu mạng cô ấy mà vẫn còn rất nhiều việc cần đội hỗ trợ phía thanh cản đứng ra xử lý chẳng hạn như sau khi được sự cho phép của nữ vương thanh cảng đã phái một đội quân bảo vệ xung quanh cô ấy tiếp tục điều tra tất cả dấu vết và manh mối do giáo hội khoa học và công nghệ để lại lần theo dấu vết của chiếc xe rv đã biến mất nghiên cứu tài liệu mà bọn chúng đã vứt lại trong vùng hoang vu cũng có một lượng lớn người sống vừa thoát khỏi viện bảo tàng tai ách cũng cần phía thanh cảng phụ trách cứu chữa so với công việc dọn dẹp việc xử lý hậu quả thật sự phiền phức và rườm rà đến nỗi khiến người ta phát ngán tuy nhiên cũng may là lục tân không cần phải giải quyết những công việc này một giờ sau khi đội hỗ trợ vào cuộc dưới sự sắp xếp của trần tinh lục tân và búp bê đã lên trực thăng quay trở lại thanh cảng với tư cách là những người có đóng góp lớn nhất trong nhiệm vụ dọn dẹp lần này trên đường trở về lục tân rất ít nói hắn lặng lẽ dựa vào vách trực thăng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cabin giống như đang suy nghĩ điều gì đó nhiệm vụ dọn dẹp lần này vốn dĩ rất đột ngột nhưng kết quả lại gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy. Ngay cả Lục Tân dường như cũng cảm thấy hơi kiệt quệ. Lúc Lục Tân đến đây là một đêm mưa đen kịt, lúc hắn trở về, bầu trời đã đầy sao. Lục Tân đang nghe truyện trên TV Audio CV có một cảm giác rất rõ ràng, sau khi trải qua nhiệm vụ lần này, dường như có một số thứ đã vĩnh viễn thay đổi. Thực ra, Lục Tân cực kỳ không thích sự thay đổi. Khi trực thăng tiếp cận thanh cảng, đã là hơn 10 giờ đêm. Phi công hỏi Lục Tân. Đang binh tiên sinh, các giáo sư và một số vị tiên sinh đều đang đợi ngươi, chúng ta sẽ bay thẳng đến tổng bộ của đặc thanh bộ chứ. Lục Tân đáp. Trở về thành phố vệ tinh số 2 là được rồi. Phi công ngây ra, rồi liếc nhìn Lục Tân qua gương chiếu hậu. Lục Tân vội mỉm cười giải thích. Bây giờ ta thật sự rất mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt, cho nên ta muốn về nhà trước. Nếu đáp xuống tổng bộ, giờ này tàu cao tốc liên tỉnh đều đã tạm ngừng hoạt động, ta vẫn phải đợi đến sáng mai mới có thể về được, vì vậy, chẳng bằng phiền ngươi bay thẳng đến thành phố vệ tinh số 2 rồi hạ cánh, bảo họ không cần phải đợi ta, dù gì thì bây giờ ai nấy đều rất bận rộn. Vâng. Phi công vội gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi bắt đầu nhấc máy bộ đàm lên để báo cáo hành trình. Cánh tay Lục Tân chợt bị ai đó kéo nhẹ. Búp bê mở to mắt nhìn Lục Tân, đột nhiên hỏi nhỏ, ngươi không thích ở cùng một chỗ với ta sao lục tân lập tức sửng sốt ngươi có thể nói một câu mười chữ rồi sao búp bê gật đầu vẫn đang im lặng chờ đợi câu trả lời của lục tân à ngươi đừng hiểu lầm lục tân miễn cười an ủi cô và nói tiếp bây giờ ta phải về nhà để gặp người nhà trước sau đó còn có rất nhiều công việc cần xử lý còn ngươi lần này ngươi cũng đã rất vất vả cần trở về nghỉ ngơi sớm vì vậy Bây giờ chúng ta chỉ có thể tạm thời tách ra. Búp bê lắng nghe một cách nghiêm túc, rồi đột nhiên hỏi, "Tại sao lại không ở cùng nhau?" Lục Tân hơi ngơ ngác, đành phải tiếp tục giải thích. "Bởi vì chúng ta là đồng nghiệp, sau khi kết thúc công việc, chúng ta sẽ phải tạm thời tách ra." Không biết Búp bê đã hiểu chưa, cô chậm rãi gật đầu. Trực thăng hạ cánh trên nóc văn phòng an ninh của thành phố vệ tinh số 2 của thanh cảng, sau đó lại bay đi lục tân xách chiếc túi của mình và chậm rãi bước xuống cầu thang vừa bước tới đại sảnh lục tân đã trông thấy một cô cảnh sát với thân hình nhỏ nhắn đang hốt hoảng bưng bát mì ăn liền lên lầu tình cờ chạm mặt với lục tân cô ấy có vẻ hơi kinh ngạc đôi mắt nhỏ lập tức trừng to ta đã xử lý một công việc ở bên ngoài vừa trở về nhận ra sự ngạc nhiên của cô lục tân dừng lại và mỉm cười giải thích ừm ừm ta có biết một chút lúc này cô cảnh sát nhỏ mới phản ứng lại và gật đầu lia lịa sau đó cô liếc nhìn tô mì ăn liền trong tay rồi miễn cưỡng đưa cho lục tân vậy cho ngươi ăn đó không cần đâu lục tân có chút không kịp phản ứng mỉm cười lắc đầu ta về nhà ăn thật mà thật mà cô cảnh sát nhỏ khăng khăng thấp giọng nói bọn ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng rất nhiều người thuộc quân đội đã được phái ra ngoài Toàn bộ thành phố đều áp dụng giới nghiêm, bọn ta đều bị gọi đến để tăng ca, nên biết được bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Đang binh tiên sinh, các ngươi. Thật sự đã vất vả rồi. Ta không biết là ngươi sẽ đến đây, nếu không, ta đã chuẩn bị bữa ăn khuya cho ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Lục Tân cảm ơn cô với vẻ xúc động, nhưng vẫn hơi xấu hổ nói. Đây là bữa ăn khuya của ngươi, sao ta có thể không sao ngươi xứng đáng được như vậy cô cảnh sát nhỏ nhét bát mì ăn liền cho lục tân với dáng vẻ kiểu ta hiểu ngươi mà lục tân không ngờ sau khi bay về thanh cảng từ trấn nhỏ khai tâm vào lúc nửa đêm như thế này hắn còn có thể được ăn một bát mì ăn liền có điều lục tân cảm thấy cô cảnh sát nhỏ khá chân thành nên hắn đã nhận lấy bát mì trong lòng lục tân ít nhiều cảm thấy hơi xúc động một bát mì ăn liền đơn giản lại mang đến cho hắn một hương vị khác cho đến khi cô cảnh sát nhỏ xoay người rời đi, một lúc sau cô lại bưng một bát mì khác bước vào. Hơn nữa, bên trong còn thêm xúc xích và trứng gà. Dù sao thì cũng đã khuya, không có tàu điện ngầm, vả lại Lục Tân cũng ngại để xe cảnh sát đưa mình về nhà. Vì vậy, hắn đành chấp nhận lòng tốt của cô cảnh sát nhỏ, ngồi lên chiếc xe điện màu hồng của cô, vừa vặn ga, chiếc xe đã chạy chậm chậm trên đường phố Thanh Cảng. Khi chiếc xe điện màu hồng lái đến bên dưới tòa lầu của kỹ của Đài Nguyệt Lượng, lục tân mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hắn lập tức cảm thấy hoang mang ô cửa sổ luôn được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp thường ngày lúc này đang tối om toàn bộ tòa nhà đều tối như hũ nút như thể chưa có ai từng sống trong đó chỉ có làn gió đêm khẽ quét qua bên hông tòa nhà thùng 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 lục tân đè mạnh trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực đẩy chiếc xe điện vào hành lang rồi từ từ khóa lại sau đó Lục Tân bước lên bậc thềm từng bước một. Hành lang tối đen như mực, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, Lục Tân có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Có lẽ là bởi vì xung quanh quá yên tĩnh, tiếng bước chân của Lục Tân nghe có vẻ rất lớn, còn mơ hồ có tiếng vọng lại. Lục Tân bị nhấn chìm bởi một cảm giác cô đơn kỳ lạ, gần như muốn vịn tường ngồi xuống. Nhưng Lục Tân vẫn cố nén lại, thậm chí còn vô thức bước nhanh hơn. Lục Tân bước một mạch lên tầng 4. Rồi từ từ đi đến trước căn nhà số 401. Cũng giống như trên hành lang, trong nhà không có lấy một tia sáng, mà chỉ có bóng tối ảm đạm. Cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Lục Tân thở ra một hơi thật dài, mới có thể khiến bàn tay không còn run nữa, hắn chậm rãi lấy chìa khóa ra và mở cửa nhà. Cách Khi một âm thanh giòn giả vang lên trong hành lang yên tĩnh, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lục Tân bước vào nhà với tâm trạng thấp thỏm bên trong tối om chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa thật dày hắt vào trong nhà mượn chút ánh sáng này lục tân miễn cưỡng nhận ra bố trí chung của căn nhà một số đồ gia dụng được bày bừa bãi giữa nhà xung quanh hình như còn có mạng nhện hoa cắm trong chiếc bình ở trên bàn sớm đã héo khô rèm cửa dày trong lộn xộn và xấu xí trên sàn và trên tường là những mảng tối mơ hồ không biết có phải là vết máu không cả căn phòng chỉ có một mình lục tân Trái tim giống như bị ai đó đập mạnh, Lục Tân đột nhiên không còn đứng vững nữa, lão đảo lui về phía sau một bước rồi dựa vào tường. Men theo bức tường, Lục Tân chậm rãi ngồi xuống, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã và trống rỗng. Thế nhưng, khi Lục Tân đang ôm đầu và chậm rãi cúi đầu xuống, đỉnh đầu đột nhiên bị thứ gì đó chạm nhẹ. Hai bàn tay nhỏ bé lành lẽo bất ngờ nâng hai má Lục Tân lên. Lục Tân chợt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đầu tóc rối bù và một khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ quái đến mức thậm chí hơi biến dạng. Những chiếc răng sắc nhọn mọc trong khuôn miệng đang cười tuê tuết, trong hốc mắt là một khoảng tối sâu thẳm. Đó là một người đang treo ngược trên đầu lục tân, con bé đột nhiên xuất hiện từ trên trần nhà và nhìn trừng trừng lục tân. a, à, Lục tân khẽ mở miệng, đầu óc trong nháy mắt gần như trở nên trống rỗng. Sau đó, lục tân đột ngột chồng tới ôm chặt lấy cái đầu bé nhỏ này, đầu óc lục tân hơi choáng váng vì vui mừng hì hì cô gái nhỏ đang treo ngược bật cười xấu xa anh trai vừa khóc nhè tạch đèn trong nhà đã được ai đó bật lên bóng đèn mờ nhạt chậm rãi lắc lư khiến mọi thứ trong nhà đổ thành những cái bóng rất dài rồi từ từ trở nên ngắn hơn dưới ánh đèn một người phụ nữ thanh tú và tao nhã đang mỉm cười đứng dựa vào cửa sổ nhìn lục tân bằng ánh mắt dịu dàng một người đàn ông với vẻ mặt u ám đang ngồi bên cạnh bàn ăn bổng hừ lạnh về trễ như vậy, muốn cả nhà chết đói sao? Niềm vui khó tả ồ vào trong lòng ngực Lục Tân. Lục Tân vội vàng đứng dậy, ông em gái đang vừa cười vừa nháo ở trong lòng, miệng liên tục nói. Xin lỗi, xin lỗi. Sau đó, Lục Tân trừng mắt với em gái rồi khẽ quát. Người mới khóc ấy. Cả nhà ngồi trước bàn ăn và bắt đầu lặng lẽ dùng bữa tối, chiếc tivi cũ cũng được bật lên. Nhìn từ bên ngoài, Căn nhà số 401 trong tòa lầu cũ kỹ lại được thắp sáng bằng những ánh đèn ấm áp một lần nữa. Búp bê không sao chứ? Không sao. Thật sự không sao. Không sao. Đã kiểm tra kỹ chưa? Không sao. Cùng lúc này, Búp bê đã trở về tòa nhà nhỏ của mình. Bên ngoài tòa nhà là rất nhiều người dù bận trăm công nghìn việc vẫn phải vứt bỏ tất cả để chạy đến đây như là giáo sư Trần, thư ký của ông Tô người của thành phòng bộ, những chuyên gia tâm lý học ưu tú nhất thuộc cơ quan điều tra những sự việc khẩn cấp của đặc thanh bộ, các bác sĩ giỏi nhất của thanh cảm. Hỏi đi hỏi lại búp bê có phải thực sự không sao hay không? Lúc đầu, những người trong đội phục vụ cũng lo lắng như vậy và kiểm tra hết lần này đến lần khác. Nhưng sau đó, họ thực sự cảm thấy rất phiền, nên đã trừng mắt hỏi lại. Các người có thấy phiền không? Búp bê không cần nghỉ ngơi à? Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thôi. Tốt nhất là ngày mai lại kiểm tra một lần nữa. Lúc này, cả đám người mới lại nhảy thêm mấy câu rồi chuẩn bị rời đi. Trong tòa lầu nhỏ, búp bê đã thay một bộ quần áo mùa thu, chỉnh cho đèn tối lại, đã đến giờ đi ngủ rồi. Nhưng lần này, búp bê chỉ ngồi trên giường, đôi lông mày hơi cau lại, ánh mắt hơi trống rỗng. Sau mấy phút ngẩn ra, cô đột nhiên nói. Làm sao mới có thể ở bên nhau? Hả? Nhân viên của đội phục vụ đang kiểm tra lần cuối và chuẩn bị rời đi. Nghe Búp bê nói vậy, bà ấy đột nhiên sững sờ, lập tức xoay người lại. Bà ấy chợt thấy lúc này Búp bê đã tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt trong veo của Búp bê đang lặng lẽ nhìn bà ấy, nhưng thiết bị báo động trên bộ quần áo bảo hộ của bà ấy lại không có bất kỳ phản ứng gì. Sau một vài giây sững sờ, bà ấy đột nhiên kinh ngạc và hít một hơi thật sâu. Một tiếng hét vang xuống tầng dưới mau, mau đến xem, xảy ra chuyện lớn rồi, ảnh hưởng tiêu cực của búp bê dường như đã biến mất. Thức dậy vào ngày hôm sau, Lục Tân cảm thấy mệt mỏi như thể chưa ngủ đủ. Có lẽ một khi bắt đầu thả lỏng, con người sẽ có cảm giác mệt mỏi mà thường ngày không cảm thấy. Lục Tân rất muốn nằm trên giường thêm một lúc, nhưng vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ hình Doraemon, hắn lập tức giật mình, rồi vội vã ngồi dậy. Bình thường mình vẫn luôn thức dậy vào 7 giờ đúng. Vậy mà hôm nay, tận 7 giờ 15 phút mình mới thức dậy. Thật sự xấu hổ quá, lẽ nào mình đã sa đọa rồi ư? Lục Tân vừa xuống giường mặc quần áo và rửa mặt, vừa tự trách, trong lúc tự trách, hắn còn tìm cho mình một vài cái cớ. Có thể là khoảng thời gian này mình thật sự quá mệt mỏi, cho nên đã ngủ thêm một lúc. Cũng có thể là do tối qua mình về muộn, hơn nữa còn không nghỉ ngơi đúng giờ. Quan trọng là tối qua sau khi ăn cơm xong, Cảm giác cả nhà ngồi trên ghế sofa xem tivi và tranh nhau chiếc điều khiển từ xa thật sự rất tuyệt. Em gái tốt của ta, không ngờ ngươi còn nhớ liên lạc với ta. Ngươi đừng nói những lời này, dù thế nào thì ngươi cũng là em gái của ta, sao ta có thể trách ngươi chứ? Y da, đừng nhắc tới nữa, thật sự không vui chút nào. Mẹ Lục Tân đang dựa người bên cửa sổ và nói chuyện điện thoại. Bà ấy mỉm cười vui vẻ vả lại người chủ của viện bảo tàng đó rất hung dữ ta đương nhiên sẽ không nói gì với hắn mọi người đều nói lý lẽ mà nhưng con của ta thì tương đối nóng tính ngươi cũng biết rồi đấy cho nên nó đã dở luôn cái chỗ rách nát đó của hắn lục tân đang đánh răng nghe mẹ nói vậy trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái mẹ có thêm em gái từ khi nào vậy nghe bà ấy nói con của bà ấy tương đối nóng tính lục tân lập tức hiểu ngay từng chắc chắn là mẹ đang nói em gái đây mà em gái da mặt dày bị nói như vậy cũng không bận tâm lục tân chỉ nghe thấy tiếng hét thảm phát ra từ vách ngăn trên trần nhà con bé lại đang hành hạ con gà đồ chơi ầm 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 có tiếng một con dao đang chặt xương vang lên từ phòng bếp chắc hẳn cha lại đang nghiên cứu món ăn mới rõ ràng trên bàn chỉ bày cháo trắng và bánh quẩy hàng ngày ông ấy đều chặt và hầm những thứ đó thì có ích gì chứ tuy nhiên có thể thấy rõ chất lượng cuộc sống của gia đình Lục Tân đã được cải thiện. Ngoài những món ăn sáng cao cấp như cháo trắng và bánh quẩy, còn có cả một đĩa dưa chua cắt sợi để ăn kèm. Việc theo đuổi dục vọng của con người quả nhiên là vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Tân miễn cười mãn nguyện. Hắn vốn là một người rất yêu gia đình, hiện tại hắn càng cảm thấy mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mẹ, em gái, cha, còn có cả con chó con không có da dưới bàn ăn. Gần đây, nó dường như có gì đó không ổn, luôn nhìn lén Lục Tân bằng ánh mắt rất quỷ dị. Ngoài ra còn có một vài thứ kỳ quái gì đó mơ hồ xuất hiện trong góc phòng, khiến gia đình này càng trở nên hoàn mỹ. Lục Tân thích cuộc sống như vậy. Sau khi cả nhà dùng xong bữa sáng trong không khí tuy ồn ào nhưng cũng rất hài hòa, Lục Tân chủ động thu dọn bát đũa rồi rửa sạch. Sau đó, Lục Tân cảm thấy hơi rối rắm trong lòng tối hôm qua lục tân vội vàng trở về chỉ vì muốn xem thử liệu người nhà có đang đợi mình hay không bây giờ lục tân đã rất thỏa mãn vì vậy lục tân nghĩ đã đến lúc cân nhắc đến công việc lúc này lục tân mới nhớ ra ngày hôm qua lãnh đạo không sắp xếp công việc cho mình vì vậy lục tân nằm trên ban công im lặng hút một điếu thuốc sau đó gọi điện cho trần tinh nếu lãnh đạo không sắp xếp công việc cho mình thì mình phải chủ động yêu cầu thôi xảy ra chuyện gì rồi Điện thoại treo hai lần thì có người nhấc máy, giọng nói của Trần Tinh có vẻ hơi hoang mang và mơ hồ. Sau một thoáng dừng lại, dường như đã nhìn rõ người gọi đến là Lục Tân, Trần Tinh mới thở vào nhẹ nhõm rồi hỏi lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Chắc không phải lãnh đạo vẫn chưa thức dậy đấy chứ? Lục Tân thầm phê phán trong lòng, quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Tất nhiên là Lục Tân không thể nói ra câu này hắn chỉ nghĩ thầm như vậy, sau đó mỉm cười và nói. Không có gì, chỉ là hôm qua ta về hơi gấp nên muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình thôi. Phù. Trần Tinh thở vào nhẹ nhõm, dừng lại dây lát, rồi mới nói với giọng lười biếng. Bây giờ ta vẫn còn đang ở trấn nhỏ khai tâm. Ở đây còn quá nhiều việc phải xử lý. Sau khi xử lý xong mọi việc ở đây, ta sẽ trở về cùng với quân đội của Thanh Cảng. Có điều, ngươi không cần lo lắng, bây giờ có thể xác định nguy hiểm đã được loại bỏ vả lại bọn ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho dù giáo hội khoa học và công nghệ có thêm bất kỳ động thái gì bọn ta cũng đã có sự phòng bị từ trước ừm ừm lục tân đáp lời lại hỏi với vẻ quan tâm có cần ta đến hỗ trợ không hỗ trợ trần tinh hỏi lại mỉm cười nói không cần đến đây đâu bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh lại trạng thái của mình như vậy đã là sự hỗ trợ lớn nhất rồi. Phải rồi, sau nhiệm vụ dọn dẹp lần này, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nghe nói tối hôm qua ngươi đã về thẳng thành phố vệ tinh số 2, nên tổng bộ không kịp tiến hành kiểm tra sâu đối với ngươi, có cần tổng bộ phái người đến xem thử không? Lục Tân tự cảm nhận cơ thể mình, rồi mỉm cười nói: "Không cần, thật sự không cần, trạng thái hiện tại của ta rất tốt, tâm trạng cũng đang rất thoải mái." Vậy thì tốt. Trần Tinh thở vào nhẹ nhõm, hình như muốn cúp máy, nhưng cô đột nhiên nhớ ra một việc, bèn bổ sung. Phải rồi, về phần kết quả đánh giá và thù lao của nhiệm vụ lần này, chắc là sẽ hơi chậm trễ so với bình thường. Phải thừa nhận rằng, bây giờ thanh cản chúng ta thực sự quá bận rộn, đặc biệt là đặc thanh bộ và thành phòng bộ, gần như nhân viên của mỗi bộ phận đều bận đến tối tăm mặt mày. Cái này, Lục Tân hơi xấu hổ, vội vàng đáp. Không cần gấp như vậy, ta cũng không ham tiền." Trần Tinh bật cười ha ha rồi nói tiếp: "Ta đương nhiên biết ngươi không phải là người ham tiền, ngươi giải thích cái gì chứ? Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, khi nào có thời gian, ta sẽ lập tức đốc thúc bọn họ. Về phần ngươi, thời gian này, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu muốn hiểu rõ hơn về tiến triển công việc, ngươi có thể đến tổng bộ để tìm hiểu thông tin, nếu không muốn thì cứ nghỉ phép mấy ngày và viết cho xong báo cáo công việc là được." "Phải rồi, Nhắc đến báo cáo công việc, Trần Tinh lại nhớ ra một việc và nói. Khi ngươi viết báo cáo công việc, có một điểm quan trọng cần chú ý. Nói đến đây, giọng của Trần Tinh hơi trầm xuống. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ lần này, ngươi có làm gì búp bê không? Hả? Lục Tân lập tức trở nên cảnh giác. Lẽ nào chuyện mình không cẩn thận đánh búp bê bay ra xa 3-4 mét đã bại lộ? Chuyện này được coi là gì? Đồng nghiệp trong cùng một bộ phận đánh nhau không phải lục tân cân nhắc đến chuyện búp bê đã không đánh trả chuyện này hẳn là được coi là ẩu đả tuy nhiên lục tân nghĩ lại sau khi bị đánh bay ra xa búp bê cũng đã dùng đầu nhọn của chiếc ô để chọi hắn vì vậy chuyện này vẫn được coi là đánh nhau nếu sự việc này bị tổng bộ biết được thì có bị phạt tiền không trong lúc lục tân cảm thấy hơi hoang mang giọng nói của trần tinh đã trở nên nghiêm nghị tối hôm qua ta nghe tin sau nhiệm vụ lần này dường như Búp bê đã có những thay đổi rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực của cô ấy có thể đã suy yếu hoặc thậm chí đã biến mất. Hả? Lục Tân hơi bất ngờ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trần Tinh nói tiếp: "Bây giờ phía tổng bộ vẫn đang tiến hành kiểm sâu hơn. Kết quả tạm thời chính là, giờ đây, dù không cần đeo kính áp tròng, Búp bê vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt người khác hơn 3 phút mà vẫn không khiến đối phương xảy ra điều gì bất thường." hiện tượng búp bê không kiểm soát được việc gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với những người xung quanh cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều có điều mọi thứ còn phải chờ kết quả kiểm tra cụ thể mới được lẽ nào có liên quan đến việc cô ấy học được cách từ chối sự tiếp cận của sức mạnh tinh thần một ý nghĩ xẹt qua đầu lục tân nhưng vì không chắc chắn lắm nên lục tân cũng không tiện nói ra lục tân chỉ nói vậy thì đây là một việc tốt đương nhiên đây là một việc tốt trần tinh mỉm cười giọng nói của cô thậm chí có vẻ hơi kích động. Nếu búp bê thật sự đã loại bỏ được ảnh hưởng tiêu cực của cô ấy, có nghĩa là sự ổn định của cô ấy đã được cải thiện rất nhiều. Suy cho cùng, trước đây ngoài ảnh hưởng tiêu cực của bản thân, búp bê vẫn luôn vô cùng ổn định về mặt cảm xúc. Đối với bản thân búp bê mà nói, đây là một tiến bộ rất lớn, cho dù là đối với thanh cản chúng ta. Nói đến đây, Trần Tinh đột nhiên hơi dừng lại, cô nhận ra mình suýt chút nữa đã tiết lộ một điều cơ mật. Trần Tinh đã lập tức thay đổi lời nói mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Vì vậy, Đặc Thanh Bộ rất hứng thú đối với những trải nghiệm lần này của búp bê. Búp bê không biết viết báo cáo công việc, vì vậy bản báo cáo công việc của ngươi đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Được, ta biết rồi, ta nhất định sẽ trình bày đầy đủ trong báo cáo. Lục Tân vội vàng đảm bảo, đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ. Chắc chắn không thể viết về chuyện mình và búp bê đã đánh nhau dù sao thì cô ấy cũng sẽ không kể với ai mặc dù cô gái này trông có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng cô ấy không phải là người thích mách lẻo sau lưng sau khi cúp điện thoại lục tân cảm thấy rất thư thái và dễ chịu về sau hẳn là có rất nhiều chuyện phải giải quyết nhưng ít nhất là hiện tại hắn tạm thời không cần nghĩ tới có điều nếu không cần đi làm vậy mình nên làm cái gì bây giờ đột ngột được nghĩ phép như vậy ngược lại khiến lục tân có chút hụt hẫng ánh nắng lặng lẽ chiếu xuống, Lục Tân giơ tay chặn lại, sau đó gạt nhẹ tàn thuốc xuống dưới lầu. Hay là đi gặp cô giáo Tiểu Lộc? Lục Tân suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tạm gác chuyện này sang một bên. Bây giờ, mình không có tiền trong tay, tiền thù lao cho nhiệm vụ lần này và lần ở chủ thành đều chưa được chuyển vào tài khoản. Khi đăng bán tin tức trên thiết bị liên lạc của câu lạc bộ, tài khoản của Lục Tân đã hợp pháp nhận được 2 triệu liên minh tệ nhưng mấu chốt là khoản tiền đó vẫn đang nằm trong tài khoản của thiết bị liên lạc mà tài khoản đó lại được liên kết với thẻ của trần tinh bây giờ lục tân vẫn không biết phải giải thích thế nào về chuyện này với trần tinh cho dù trần tinh đồng ý khoản tiền này là của lục tân nhưng bây giờ lục tân cũng không thể rời khỏi thành phố và đến trấn nhỏ khai tâm để tìm trần tinh lấy thẻ trong thời gian này tất cả thu nhập của lục tân chỉ đến từ số tiền kiếm được sau khi bán một nửa xe hàng mà hắn đã hợp tác với đội xe của cao đình chỉ tiếc là, cuối cùng Lục Tân vẫn không thể đòi được khoản tiền đó. Hay là, cứ đến chỗ hàng băng rồi hỏi xem cô ấy đã chọn nhà cho mình đến đâu rồi. Vừa nghĩ đến chuyện này, Lục Tân lại lắc đầu. Hàng băng là người của bộ phận phân tích thông tin, hiện tại cô chắc chắn cũng đang tăng ca vì chuyện của trấn nhỏ khai tâm, Lục Tân thầm nghĩ, chuyện vặt vảnh thế này cũng không tiện quấy rầy cô. Vì vậy, Lục Tân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thể làm gì vào lúc này, sau đó, hắn đột nhiên vỗ đùi thật kêu. Rõ ràng mình còn có một công việc khác, tạm thời nghỉ phép không lương, đến bây giờ mình mới nhớ ra, không xong rồi, mình thực sự đã sa đọa rồi. Trong lúc nghĩ như vậy, Lục Tân lập tức sốc lại tinh thần. Lục Tân lấy khẩu súng ra từ trong chiếc túi của mình rồi kiểm tra đạn bên trong khẩu súng. Sau đó, Lục Tân mới cảm thấy yên tâm. Lục Tân bước nhanh xuống lầu, ngồi lên chiếc xe điện màu hồng của cô cảnh sát nhỏ rồi ra ngoài không khí trên đường đến chỗ làm thật trong lành và thơm mát. Làm cho tâm tình lục tân vô cùng tốt. Nhìn dọc theo con đường, cả khu phố đầy nước thải, dòng người mệt mỏi, quể oải, xe cộ đông đúc, xe đạp và xe máy tấp ra tấp vô càng khiến tình hình giao thông trở nên bế tắc. Thế là vì ngươi đạp chân ta, ta cọ trúng chiếc quần mới của ngươi mà mấy người đứng bên đường cãi nhau y xèo cả nửa ngày trời cũng chả ai dám động tay động chân. Có người còn vừa ăn bánh quẩy vừa đứng xem náo nhiệt đúng là một đám người tràn trề sức sống nha. Thậm chí Lục Tân còn có cảm giác lại lần nữa được quay về với cuộc sống thật sự. Chứng minh điều gì? Chứng minh bản thân hắn đang vô cùng chiêu. Chứng minh hắn là một phần trong cuộc sống này. Đạp xe đến dưới công ty, Lục Tân còn nghiêm túc khóa cổ chiếc xe điện màu hồng lại, sau đó một tay nhấc lên, cất nó vào trong hành lang, còn tỉ mỉ quan sát hai bên, hắn vô cùng hài lòng với chiếc xe điện mà cô cảnh sát nhỏ đã cho hắn mượn. Bản thân hắn cũng có một chiếc xe máy, nhưng trước đó đã mang đi đến thành phố chính, còn chưa kịp vận chuyển trở về. đem ra so sánh thì hai chiếc xe thì khác biệt khá rõ ràng. Chiếc xe điện này tốt biết mấy, chạy không tốn xăng. Hắn vừa xoay xoay chìa khóa vừa thông thả đi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa kính rồi đi vào văn phòng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.